Dân gian ngụy Văn Thực Lục chương 169 Nhìn chúng mày lên đường Tim tôi run rẩy đến trước mặt Trần Mù Chú Trần, đã xảy ra chuyện gì rồi, tôi cắn răng hỏi một câu Nó đem cả Thanh Nhi lẫn Viễn Quy đi rồi, bảo chú đến đây tìm nó Trần Mù trả lời tôi một câu, giọng nói không còn thê thảm chói tai như ban nãy nữa Tôi hít sâu một hơi, nói, chú Trần, chú cũng đừng sốt ruột quá, bọn cháu đều tới rồi, bất kể lão Lý Đức Hiền này có thủ đoạn gì, trong hồ lô đựng thuốc gì, lão cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì được. Thanh Nhi với Viễn Quy sẽ không việc gì đâu. Trong chốc lát, Phùng Chí Vinh cũng tới bên ngoài cổng chính, ngoài ra, thủ hạ mà ông ta sắp đặt cũng đều đã tới. Xe đổ dày đặt trên con đường bên ngoài nhà họ cố, chẳng biết có bao nhiêu người tới. Nhưng cũng khiến tôi an tâm hơn không ít. Chỉ có điều, sắc mặt của Trần Mù vẫn không nhẹ nhàng hơn chút nào trần tiên sinh phùng chí vinh gọi trần mù một tiếng cũng vào lúc này kẹt một tiếng vang lên cổng chính nhà họ cố lại mở ra ngao sói luồn thẳng luôn vào trong bên trong đại viện trống trơn không hề có bất cứ bóng người nào ánh đèn sáng trưng chiếu rọi trong nội viện trần mù cũng bước qua cổng chính tôi và phùng chí vinh đi sát theo sau phùng chí vinh giơ tay lập tức mấy chục người đều kéo vào trong bao vây nguyên cả khu nhà lại tôi chú ý đến phía bên ngoài bóng người qua lại tiếng bước chân vô cùng gấp gáp phùng chí vinh mới nói tôi đã cho những người khác vây lấy khu nhà họ cố bất cứ ai chấp cánh cũng không thoát được lục soát ngay tiếp đó phùng chí vinh liền hạ lệnh mấy chục người kia cũng tản ra trong chớp mắt cũng vào lúc này ngao sói lại ngửi ngửi rồi nó đột nhiên chạy qua hướng hậu viện Trần mù không chút ngừng nghỉ Lập tức theo sau Tôi cũng vội vàng đuổi theo Khứu giác của ngao sói tuyệt đối không kém hơn chó thường Hơn nữa nó ngày ngày đều ở cùng với Thanh Nhi và âm thai Trần Viễn Quy Chắc chắn là phát hiện ra gì đó Hai phút sau Chúng tôi đã tới hậu viện Hậu viện nhà họ cố lúc này Không hề có thay đổi gì so với lúc đó Khi tôi và cố Nhật Lâm bị đuổi đi Duy nhất một thứ khiến đầu mày tôi nhíu lại Đó là cánh cửa sắt thông xuống dòng chảy phía dưới đất hóa ra lại đang mở càng khiến mí mắt tôi giật điên cuồng là trên mái cổng có treo hai sợi thừng đều là loại thừng chu sa toát ra màu đen đỏ một sợi thừng treo con gái của trần mù thanh nhi một sợi thừng thì treo âm thai trần viễn quy hai cái xác chết hơi hơi đung đưa giống hệt như quỷ treo cổ chết vậy thân thể trần mù đang run rẩy ngao sói thì càng nhe nanh hung hãn sổ ầm lên mấy tiếng thường nói tôn trọng người chết lão lý đức hiền này căn bản là bất chấp thủ đoạn còn treo xác chết con gái và cháu trai của trần mù lên lão ta đang thị uy bảo trần mù không nên quản chuyện này nhưng tôi cũng khẳng định lão lý đức hiền này tuyệt đối không ngờ tới sự can thiệp của chúng tôi lại khiến chuyện này bại lộ suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt mắt nhìn trần mù định qua cởi bỏ sợi thừng tôi vội gọi một tiếng phùng gia chủ ông cho người qua giúp chú Trần dù gì tuổi tác cũng cao rồi, không tiện. Tôi lên trước kéo Trần mù lại. Lúc này ngao sói đội nhiên cũng áo u một tiếng. Ban nãy nó rõ ràng còn rất hung hãn, bây giờ đến đuôi cũng cục lại xuống phía dưới chân sau, đây còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu phản ứng này của ngao sói. Lập tức, tim tôi cũng như bị treo lên. Trần mù không bất đồng sông lên trước nữa, mà chầm chầm nhìn vào xác chết của con gái và cháu trai lão, con người xám trắng kia cũng có vài ánh đỏ. Gia chủ Trong dây thừng này còn có sợi thép Cắt không đứt mà cái khóa này cũng rất khó mở Không biết thắt nút chết kiểu gì nữa Một người nhà họ phùng tráng đầy mồ hôi kêu lên một tiếng Bất chợt điện thoại của tôi lại rung lên bần bật Tôi mò điện thoại ra nhận cuộc gọi Đồng thời trần mù cũng nhanh chân lên trước Giúp tháo dây thừng Đầu tiên bên trong điện thoại chỉ là sự yên tĩnh Mấy giây sau mới vang lên một tiếng cười hơi có phần lạnh lẽo la thập lục xem ra lời tao nhắc nhở mày mày không thèm coi ra gì mày đúng là làm tao phải rửa mắt nhìn lại loại người như trần mù mà cũng bôn ba vì mày làm cái chuyện bao đồng này mí mắt tôi giật điên cuồng tới cực điểm giọng nói này quả nhiên là của lý đức hiền lý đức hiền người làm việc trời đang nhìn ông hại người không ít sẽ có báo ứng đấy giọng của tôi khàn hơn rất nhiều ha ha la thập lục mày chỉ biết mỗi câu này thôi à Xem ra tuy mày có chút bản lĩnh Nhưng chẳng có gan mấy Giọng nói của Lý Đức Hiền lại có vẻ rất nhẹ nhàng hời hợt hờ. Đầu mày tôi nhíu lại Nói Ông không ở nhà họ cố Đầu kia điện thoại không hề yên tĩnh Nhưng không có âm thanh hỗn tạp Đặc biệt lúc này chúng tôi đều ở trong nhà họ cố Nhà họ cố rất ồn ào Lý Đức Hiền bình thản trả lời Ở nhà họ cố làm gì Đợi một đám mãn phu đến nhà Đợi thằng quát con mới ra đời không sợ chết như mày tìm đến nơi. Tao nhìn chúng mày lên đường là được, không cần thiết phải đến trước mặt tiễn chúng mày. Mấy câu này lại khiến tim tôi đập càng nhanh hơn. Nhìn chúng tôi lên đường. Tôi đột nhiên phân biệt ra, trong điện thoại có một số tiếng sóng vỗ. Đồng tử có mạnh lại, vụt quay đầu qua. Chỉ có điều ở chỗ hậu viện này, tầm nhìn bị bờ tường che khuất, tôi chẳng nhìn thấy gì cả phía ngoài nhà họ cố đối diện với sông Dương, lão Lý Đức Hiền này chẳng lẽ lại ở trên sông Dương phía bên ngoài? Phùng gia chủ bảo người nhà họ Phùng ở bên ngoài xem xem, trên sông Dương có phải có thuyền không? Tôi hài giọng gọi một câu. Đầu bên kia điện thoại, Lý Đức Hiền lại cười cười. La Thập Lục, mày rất thông minh, thông minh đến mức khiến tao hơi thấy sợ. Nghĩ lại Lý Đức Hiền tao lăn lộn trong giới phong thủy bao nhiêu năm nay. Đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ tranh khiến tao nhìn không thấu. Có điều cũng may là có thể nhìn thấy mày lên đường, tao cũng coi như yên tâm rồi. Có bao nhiêu người nhà họ Phùng đi cùng với mày, chắc là mày cũng sẽ không cô đơn quá. Điện thoại đột ngột bị cúp. Trên trán tôi đã đẫm mồ hôi. Phùng Chí Vinh vừa hay cũng mở miệng, ông ta nhíu chặt mày, trên đối diện với sông Dương đối diện với bên ngoài cổng chính nhà họ Cố, đúng là có một chiếc thuyền. Lý Đức Hiền ở trên đó tôi gật gật đầu nói chắc là vậy người này vô cùng quái dị nhà họ cố chẳng có một ai không biết lão ta định làm cái gì chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài trong khu nhà này có nguy hiểm mồ hôi thuận theo trán rớt xuống tôi nhìn chầm chầm vào giọt mồ hôi đập xuống nền đất đó rồi lại nhìn ra phía trước trần mù đã tháo sợi dây thường buộc trên cổ thanh nhi ra chú trần nhanh lên chút nữa lý đức hiền chắc chắn đang có mưu đồ gì đó lão ta muốn chúng ta đều bỏ mạng lại đây phùng gia chủ ông lên trước đi chỉ trong vòng vài giây tôi đã cảm thấy trong lòng ngột ngạt không chịu được còn có một cảm giác hoảng loạn mãnh liệt nữa sắc mặt phùng chí vinh chẳng mấy dễ nhìn cũng vào lúc này đột nhiên có một người nhà họ phùng kêu lên một tiếng gia chủ phía dưới này còn có người có một ông già tuổi khá cao rồi trông hơi giống lão thái gia nhà họ cố Tuy Trần Mù đang gỡ dây thừng, nhưng bàn nảy những người này cũng không lùi ra, mà ở bên cạnh giúp đỡ. Người nhà họ Phùng vừa kêu kia đứng sâu bên trong một chút. Đồng tử của Phùng Chí Vinh cũng có mạnh lại một phát. Mặt tôi lại biến sắc, đưa ông ta ra ngoài. Phùng gia chủ ông đi nhanh. Lý Đức Hiền đúng là muốn lấy mạng chúng ta thật, cố lão gia cũng là người mà cố thiên lương muốn giết. Phùng Chí Vinh lập tức không dừng lại thêm, vụt đi ra phía ngoài người nhà họ phùng kia lao xuống phía bên dưới cánh cổng sắt những người khác cũng bắt đầu trong hỗn loạn vẫn trật tự bảo vệ phùng chí vinh rời đi ngao sói đột nhiên rối rít sổ ầm lên nó lao đến bên cạnh trần mù một phát ngoạm lấy chân trần mù định kéo trần mù đi trần mù thì động tác tay càng nhanh hơn ngay khi trong lòng tôi ngột ngạt đến cực điểm đột nhiên tôi cảm giác mặt đất ở dưới chân rung lên một cái Người nhà họ phùng ban nảy chạy xuống phía dưới cánh cửa sắt nhà họ cố đi cứu cố lão gia, đột ngột gào lên một tiếng kinh hãi nước. Nước trào lên rồi. Giây tiếp theo, tôi liền nghe thấy một tiếng ầm ầm lớn. Cùng lúc với tiếng động lớn này, ngao sói vọt mạnh lên. Một phát ngoạm lấy sợi thừng chu sa kia. Đẹp. Ngao sói rú thảm lên một tiếng, một đám khói trắng lớn xèo xèo bốc lên. Giây tiếp theo, nó cứ thế giật đứt luôn sợi thừng chu sa, âm thai cũng rơi vào trong lòng trần mù những việc này chỉ diễn ra trong chớp mắt mặt đất dưới chân đã bắt đầu sụt xuống trong tiếng động âm ỉ lối đi ở phía dưới cánh cửa sắt lập tức vọng lại tiếng nước chảy ao ao những người nhà họ phùng còn ở lại giúp trần mù ở chỗ cửa kia đều hoảng loạn tháo chạy da đầu tôi tê rần gào lớn một tiếng chú trần chạy tốc độ phản ứng của trần mù cũng rất nhanh một tay kẹp lấy thanh nhi một tay kẹp lấy trần viễn quy cũng chạy ra phía ngoài. Chỉ là, phản ứng của người có nhanh đến đâu, cũng vẫn chậm hơn rất nhiều so với sự việc đột ngột phát sinh. Trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác lạnh toát, kế hoạch này của Lý Đức Hiền lớn thật. Lão chắc chắn đã làm gì đó với con sông ngầm phía dưới nhà họ cố. Còn định nhấn chìm khu nhà họ cố, đây mới là thủ đoạn đưa chúng tôi lên đường. Tôi quay người chạy thuộc mạng ra ngoài. Lúc này cũng chẳng màng đến việc cứu cố lão gia được nữa. Chỉ có điều, chúng tôi vừa lao được tới cổng hậu viện, thì cả khu nhà họ cố đều đã bị sập xuống dưới 7-8 mét. Có người nhà họ phùng số đen, rơi thẳng vào trong khe nước, có người bị đá kẹp dính, mất mạng trong tiếng la hét thảm thiết. Dòng nước sông ngầm vọt lên từ phía dưới cánh cổng sắt. Hơn nửa phần trung tâm hậu viện cũng đang sụp lúng, rồi sập xuống thành một cái hố lớn. Dòng chảy vô cùng mạnh mẽ, chúng tôi không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, liền bị cuốn vào trong dưới ánh trăng lạnh lẽo, cảnh tượng này trông vô cùng thê thảm và khủng khiếp. Tôi vùng vẫy bạc mạng trong dòng nước, sau khi rơi xuống nước, bị dòng chảy cuồng trào đó cuốn đi, trên đầu không ngừng có đất đá rơi xuống, càng khiến tôi sợ hãi. Miễn cưỡng dãy dụ trồi lên mặt nước, tôi mới phát hiện, không chỉ cả khu nhà họ cố hoàn toàn sụt xuống, mà còn có đá vỡ từ trên núi nội dương lăn xuống. Lúc này tôi cũng chẳng biết trần mù với nhau sói bị cuốn đi tới chỗ nào rồi tôi đang rất muốn khống chế sự thăng bằng của cơ thể, thì một cơn sóng lại ập đến trước mặt. Ngoài ra, trong làn nước lạnh buốt đó, hóa ra còn có một cái xác nổi sắc mặt tái xanh, đôi mắt trợn to. Nó nhìn tôi chầm chầm, trên trán toàn là gân xanh màu đen tím. Tôi không còn nén nổi nỗi sợ hãi trong lòng nữa, vụt quay người tháo chạy. Tâm ung. Một tảng đá rơi xuống phía trước mặt tôi chừng 2 mét khuôn nhà họ cố đã sụp đổ nay cũng đang trong quá trình sụp xuống thậm chí bao gồm cả đoạn đường cái phía ngoài cũng hoàn toàn sụp xuống dưới sông dương tất cả những việc này chỉ diễn ra trong chớp mắt căn bản không cần tôi phải bơi ra ngoài dòng nước xối cực lớn đã đẩy tôi ra phía ngoài không chỉ có một mình tôi còn có những người biết bơi khác của nhà họ phùng cũng bị đẩy ra phía ngoài Tôi không biết Phùng Chí Vinh đã chạy ra ngoài được chưa, những người ở bên ngoài nhà họ cố có bao nhiêu bị rơi xuống. Tóm lại, có người số đen, bị đá rơi thẳng trúng, hét lên một tiếng rồi chìm xuống đáy sông. Tôi bị nốc không ít nước vào bụng, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói. Khi đó tôi từng nói với Cố Nhược Lâm, núi không rời thì sông rời, rồng không linh thì sát linh. Núi nội dương này dù gì cũng là long mạch, nhưng sông ngầm dưới núi bị phá ra, thì làm gì còn long mạch gì mà nói nữa trực tiếp thành vùng đất nguy hiểm lấy mạng người luôn. Giây tiếp theo, một đôi tay lạnh buốt đột nhiên bám lấy vai tôi. Cái khuôn mặt tái xanh đó gần như dính sát vào mặt tôi. Tôi không bị đá rơi trúng, nhưng lại bị nó siết chặt lấy cổ, kéo chìm xuống dưới đáy nước. Thời khắc cuối cùng, tôi dãy dụa hét lên hai chữ, cứu mạng. Tôi cũng đang liều mạng vùng vẫy với cái xác chết này, nhưng nó vẫn bất động, cứ siết chặt lấy cổ tôi, kéo theo tôi chìm xuống dưới. Chúng tôi bị nước đẩy ra ngoài sông Dương Nhưng mẹ tôi vẫn chưa xuất hiện Tim đã lạnh hẳn xuống Lông mạch bị hủy Hóa thành vùng đất hiểm ác lông Trong tình trạng này Lại có nhiều xác nổi như vậy xuất hiện Cho dù là mẹ tôi rất dữ Sợ là cũng chẳng cứu nổi tôi Cái cảm giác nghẹt thở ấy ngày càng mãnh liệt Trong lúc dãy dụ tôi mò cái búa ra Từng phát từng phát đập vào đầu Của cái xác nổi bên cạnh Không khí ở trong phổi rất nhanh Đã bị ép hết sạch cái xác nổi kia cuối cùng cũng bị tôi đập nát đầu tôi dãy ra khỏi nó xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt và sự lạnh lẽo của dòng nước chảy xiết thậm chí tôi cũng chẳng còn sức lực sắp buông rơi cả cái búa biểu cảm trên mặt tôi lúc này biến thành nụ cười thê thảm tôi cảm giác nếu để tôi chết như thế này thật thì tôi quá là không cam tâm thế nhưng chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng còn sức xoay chuyển tình thế nữa cũng cơ bản không còn khả năng bơi lên trên đồng thời tôi cũng mở to mắt bởi vì trong dòng nước chảy phía bên trên tôi lại xuất hiện mấy cái xác nổi nữa bọn chúng hoàn toàn chẳng khác gì cái xác nổi ban nãy đều chìm xuống hướng về phía tôi tôi dùng sức muốn hôi cái búa nhưng chẳng làm cách nào giơ tay lên nổi giây tiếp theo đột nhiên mấy cái xác nổi kia lại không tiếp tục chìm xuống nữa sau lưng tôi bất chợt truyền lại một lực đẩy cái cảm giác ấy lập tức khiến tôi nhớ lại cảm giác lần đó lúc ở dưới bãi lau liễu. Cũng khiến tôi nhớ lại lúc đi cứu trần mù ở trước con đập sông Dương. Sau lưng tuy lạnh buốt nhưng đẩy rất nhanh, lực đẩy cũng rất mạnh. Tôi đã cảm giác mình sắp ngất đi rồi, nhưng tôi cố trụ vững một hơi không cho mình ngất đi. Thời gian dường như trở nên chậm đi, tôi cũng chẳng biết là một phút hay hai phút. Tới khi phổi của tôi bị ép sạch triệt để, đầu óc cũng bắt đầu không tỉnh táo nữa, thì vụt một cái nổi lên trên mặt sông tôi thở dốc từng cơn cảm giác vui mừng sau khi thoát chết và cảm giác thân thuộc an toàn từ phía sau lưng mà mẹ đem lại cho tôi khiến mắt tôi có một dòng chảy nóng hổi trộn lẫn với nước sông có một số còn rỉ vào bên trong môi tôi tôi khó khăn quay đầu lại rất muốn nhìn mặt mẹ tôi một cái vụt một phát nhịp đập tim tôi như bị nghẹt lại phía sau lưng đẩy tôi đích thị là một người đàn bà nhưng mặt của bà ta thì hoàn toàn bị mái tóc đen xị trùng kín toát ra cho tôi chỉ là một thứ cảm giác âm u kinh khủng ánh trăng rót lên trên mặt sông cái luồng khí âm u lạnh lẽo đó khiến tứ chi tôi đều cứng đờ lại mấy phút sau tôi bị đẩy vào đến bờ mực nước ở dưới sông cao hơn không ít tôi bị đẩy thẳng lên trên bờ còn lăn vào trong một khoảng không nhỏ bên cạnh tôi có thể nhìn thấy là một cái hố cực lớn nhà họ cố đã chẳng còn thấy nữa đường cái cũng bị đứt gãy một đoạn lớn sông ngầm dưới đất cũng bị nổ bung ra nước vẫn đang đùng mạnh ra ngoài khó khăn bò người dậy mẹ tôi không lên bờ vẫn cứ ở dưới nước như cũ chỉ nổi một cái đầu bị mái tóc che kín hơn nữa mẹ còn đang từ từ chìm xuống dưới tôi run rẩy gọi một tiếng mẹ tốc độ chìm xuống dưới của mẹ có hơi chậm lại một chút mái tóc bắt đầu bị dòng nước đẩy ra chỉ có điều tôi cũng chẳng nhìn thấy mấy phần mặt của mẹ lộ ra tí nào liền bị mặt nước che khuất tí ấy tim tôi thắt lại từng cơn cảm giác rất đau rất nghẹt thở bịch một tiếng tôi quỳ sụp xuống dưới đất lại rung giọng gọi một câu hai mươi hai năm rồi mẹ mẹ đi theo con hai mươi hai năm rồi lần này đừng đi được không thập lục muốn được nhìn mẹ ngoài di ảnh ra thập lục vẫn chưa từng thực sự được nhìn thấy mẹ lần nào cũng chưa từng được nói với mẹ nửa câu tôi nghẹn ngào chẳng còn ngăn nổi dòng nước mắt khóc nất lên nhưng càng khiến lòng tôi đắng chát hơn là mẹ tôi không hề ngừng nghỉ mà lại lần nữa chìm xuống dưới nước ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt sông cái hố khổng lồ ở bên cạnh chỉ để lại cho tôi một cảnh tượng hoang tàn đến ghê người mẹ tôi run rẩy gọi một tiếng khó khăn đứng dậy trong lòng tôi rất khổ cũng rất buồn tại sao những năm này mẹ tôi đi theo tôi nhưng mặt đối mặt rồi, lại không chịu nhìn tôi. Lẽ nào là bởi vì mẹ không phải là người sợ sẽ làm tôi sợ? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Chỉ chớp mắt, trong đầu tôi đã bị những suy nghĩ phức tạp lấp đầy. Tôi rất không cam tâm, vẫn muốn gọi mẹ quay lại. Còn chưa đợi tôi mở miệng, mặt nước vừa mới lặng lại, đột nhiên lại rung lên. Khiến mặt tôi biến sắc là, thứ nổi lên, hóa ra lại là trận mù và ngao sói. Lúc này Trần Mù đã mất ý thức, tay trái của lão vẫn còn kẹp lấy cháu trai Trần Viễn Quy, tay phải thì kẹp con gái lão Thanh Nhi. Lại nhìn ngao sói thì đang ngoạm lấy bả vai của Trần Mù không chịu buông. Tuy rằng vết thương đã rỉ máu, nhưng dựa vào sức mạnh của ngao sói, một đớp hoàn toàn có thể cắn đứt xương cốt, nó đang cứu Trần Mù. Có điều, lúc này ngao sói rõ ràng cũng đang thoi thóp, miễn cưỡng nhả mồm ra. Người kéo bọn họ lên bờ, rõ ràng chính là mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn chỉ có cái đầu trồi lên khỏi mặt nước, ở ngay phía sau Trần Mù và Ngao Sói. Mẹ từ từ lại gần bờ. Tôi vội giơ tay ra kéo, lôi Trần Mù và Ngao Sói lên bờ. Đương nhiên, cũng hoàn toàn nhờ mẹ tôi ở phía sau giúp đỡ, chứ không tôi làm gì còn sức mà kéo bọn họ. Một lát sau, Trần Mù đã nằm trên bờ. Ngao Sói khẽ ư ử một tiếng, nhìn mẹ tôi một cái, cúi đầu dường như đang tỏ vẻ cảm ơn cứu hắn. Giọng nói của mẹ tôi mang một vẻ trống rỗng. Tôi vội vàng đi ép ngực trần mù. Lão nôn ra bao nhiêu là nước sông. Phải báo cảnh sát. Đi viện cấp cứu mới được, tôi hoảng loạn run rẩy nói. Chỉ có điều bên cạnh người chỉ còn lại tiếng sóng nước đập vào bờ. Tôi quay đầu ra. Bờ sông trống vắng, mẹ tôi đã chẳng thấy đâu nữa. Mẹ! Cảm ơn, tôi hít sâu một hơi, trong lòng đầy cảm kích mẹ không đi thẳng luôn mà còn cứu mạng trần mù với ngao sói. Tôi cũng nghĩ rõ ràng rồi, tôi không nên cưỡng ép mẹ. Đợi trần mù về nhà với tôi, tiễn mẹ đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp mẹ nữa. Nhanh chóng lôi điện thoại ra, nó bị ngâm nước từ lâu, đã hỏng đến mức không thể hỏng hơn nữa. Tôi lại vội vàng ép lòng ngực cho trần mù, lão lại nôn thêm không ít nước sông. Dường như ngón tay lão có hơi động đậy, mí mắt cũng cử động một chút. Bên cạnh, ngao sói ư ử một tiếng bên trong con mắt đỏ âu, dường như cũng có vệt nước tôi cũng chẳng biết đấy là nước sông hay nước mắt của nó ngao sói cũng có nước mắt sao dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn qua một bên tôi đã chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo cho trần mù rồi trong tay không có điện thoại không có cách gì gọi xe cứu thương dấu hiệu sự sống của trần mù lại quá yếu tôi sợ trong quá trình tôi đi tìm người giúp đỡ thì lão đã mất mạng rồi cũng vào lúc này đằng xa đột nhiên vọng lại tiếng gọi La Tiên Sinh. Giọng nói này có chút hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng. Tôi ngẩng đầu nhìn qua. Đang chạy lại, chẳng phải chính là Phùng Chí Vinh sao? Phía sau ông ta có không ít người nhà họ Phùng, cũng đang chạy về phía tôi. Rất nhanh, Phùng Chí Vinh đã đến trước mặt tôi, lúc này trong ông ta cũng nhếch nhát không tưởng, có điều so với tôi và Trần Mù thì vẫn đỡ hơn nhiều. Phùng gia chủ, ông không sao là tốt quá rồi trong lòng tôi thở phào một tiếng phùng chí vinh chạy ra rất kịp thời không gặp vấn đề gì vốn dĩ tôi và trần mù chắc cũng có thể chạy ra kết quả lại bị lý đức hiền gài bẫy đem thanh nhi và trần viễn quy buộc lên trên mái hiên lão ta lần này quyết tâm lấy mạng tôi và trần mù sắc mặt phùng chí vinh hơi có chút thê thảm trong mắt lão đầy sự sợ hãi là tiên sinh tôi cứ tưởng mấy người không lên được Chuyện này thật không thể tưởng tượng được Quá khủng khiếp Nhà họ phùng chúng tôi mất vào đó sợ là phải bảy tám chục người Đều không cứu được nữa Nghe ông ta nói đến con số này Khiến trong tim tôi lại ngột ngạt từng cơn Phùng gia chủ Báo cảnh sát trước Chú Trần vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm Tôi dục giả một tiếng Người ở bên cạnh Phùng Chí Vinh hóa ra là Phùng Khuất Hắn lập tức bắt đầu gọi điện thoại Những người khác nhà họ Phùng mỗi người đều mang bộ dạng nghĩ lại còn thấy sợ. Xe cứu thương sẽ tới ngay, phùng khuất dứt lời, tôi nghe vậy mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm ra vị trí giữa sông. Phía đó có một con tàu chở khách, đèn điện sáng trưng. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy, trên bông tàu có một người đang đứng. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, không nhìn rõ là người nào. Tôi lôi điện thoại ra, phần nước ngắm vào trong vẫn đang không ngừng rỉ ra. Tôi hơi nheo mắt, ánh mắt cũng lạnh lại. Suýt chút nữa, tôi đã mất mạng vào tay Lý Đức Hiền. Không. Không phải suýt chút nữa. Nếu không có mẹ tôi, lúc này tôi và Trần Mù, bao gồm cả Ngao Sói, đều đã thành xác chìm ở dưới sông Dương. Thủ đoạn của Lý Đức Hiền vừa độc ác vừa tàn nhẫn, tôi bắt buộc phải vạn lần cẩn trọng mới có thể phòng bị được. Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định cũng phải khiến lão chịu đựng hậu quả. Nếu không lão ta chắc chắn sẽ còn tiếp tục giở trò sau lưng tôi nữa phùng gia chủ mấy người có thể tìm được thêm thông tin về lý đức hiền không lão ta là người ở đâu trú ở chỗ nào tôi khàn giọng hỏi phùng chí vinh phản ứng lại ông ta căm hận nhìn con tàu khách trên sông nói từng câu từng chữ tôi sẽ dốc toàn bộ tài nguyên của nhà họ phùng đi tìm cũng vào lúc này đột nhiên có một người lên trước ghé vào tai phùng chí vinh nói mấy câu Thân thể Phùng Chí Vinh run rẩy một cái, mắt ông ta đỏ lên mấy phần. Tôi lập tức hỏi ông ta lại xảy ra chuyện gì rồi. Sắc mặt Phùng Chí Vinh hơi có chút thê lương. Trong tộc lại vừa chết mấy tiểu bối, mẹ tôi cũng đột ngột bệnh nặng, có vẻ sắp không qua khỏi rồi. Tôi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hậu quả do huyệt bạch hổ trọng sát gây nên, tuy rằng xác chết đã bị đào lên, tạm thời trấn áp không hóa sát. Nhưng sự áp chế khí vận nhà họ Phùng do chúng tạo thành vẫn còn đó, bắt buộc phải nhanh chóng đi sửa bố cục phong thủy. Đem con dâu ông Vương Tiểu Yến và cháu ông Lâm Minh tán vào trong huyệt nguồn long mạch thì nhà họ Phùng mới ngừng gặp chuyện được. "Đợi xe cứu thương tới, đưa chú Trần đi, chúng ta qua ngọn núi ở ngoài thành phố luôn." Trong mắt Phùng Chí Vinh có chút lo lắng, "Là tiên sinh, thân thể cậu không có vấn đề gì chứ?" Tôi im lặng, sau đó trả lời, "Mạng người quan trọng." lúc này tôi đã rất mệt mỏi rất muốn ngã xuống trên người càng thấy chỗ nào cũng đau nhưng bây giờ tôi mà ngã xuống thì trong cuộc đấu giữa tôi và lý đức hiền tôi sẽ thua cuộc tuy rằng vẫn chưa chạm mặt với lão nhưng bây giờ tôi cứu nhà họ phùng lão hại nhà họ phùng thì đã thành sự tranh đấu trên phương diện phong thủy rồi nhà họ phùng liên tiếp có người chết ở nhà họ cố tôi cũng suýt mất mạng lý đức hiền đã áp chế tôi hết lần này đến lần khác một khi tôi ngã xuống không quản nhà họ Phùng được nữa, sợ là nhà họ Phùng sẽ chẳng qua nổi đêm nay. Rồi từ đó về sau, báo ứng mà tôi phải nhận cũng sẽ không ít, tới lúc lại đối mặt với Lý Đức Hiền, tất nhiên cũng sẽ phát sợ. Vậy nên bây giờ, tôi quyết không được lùi. Đợi tầm hơn 10 phút, xe cứu thương cuối cùng cũng tới, bọn họ đưa Trần Mù đi xong, tôi bảo với Phùng Chí Vinh phải phái người trong chừng xác chết của Thanh Nhi và Trần Viễn Quy. Ngao sói nhỏ giọng ư ử một tiếng, đột nhiên đi lại bên cạnh tôi. Nó dùng đầu dụi dụi vào tay tôi Tôi ngẩn ra Mất tự nhiên nói Mày muốn đi cùng tao Ngao sói liếm một cái vào mu bàn tay tôi Tim tôi đập điên cuồng Trong lòng vô cớ thấy an tâm hơn vài phần Phùng Chí Vinh cũng đã sắp đặt người xong Hơn nửa mệnh lệnh của ông ta rất nặng Phải dùng mạng sống để bảo vệ hai xác chết này Cũng phái người đi canh trần mù Không để chuyện gì xảy ra với lão Sau đó chúng tôi mới lên chiếc xe khác Đi ra phía ngoài thành phố trong quá trình này, chiếc tàu trên sông kia đã đi xa từ lâu. Tôi cũng vội lấy la bàn ra. Cũng may là định la bàn cho dù ngắm nước, nhưng cũng không hỏng hóc. Đường đêm không có mấy xe, dưới sự thúc giục của Phùng Chí Vinh, tốc độ của xe gần như bay. Bình thường phải mất đến một tiếng mới ra ngoài thành phố, lần này chỉ mất nửa tiếng đã tới nơi. Sau khi chúng tôi xuống xe, ngao sói đột nhiên tru một tiếng dài. Lúc này da đầu tôi cũng hơi tê đi, đứng ở trên con đường quốc lộ phía trước ngọn núi. Sương mù lấm đống. Bên dưới làng sương, lại lờ mờ không nhìn rõ bộ dạng của thế núi. Là tiên sinh. Trên núi này, liệu có vấn đề gì nữa không? Lý Đức Hiền liệu có giở trò quỷ gì ở đây nữa không? Phùng Chí Vinh đột nhiên bất an hỏi một câu. Tôi lắc lắc đầu, nhào mắt nói, đại tiểu minh đường liền trục, chỗ này là Long Mạch còn là chỗ lỗ huyệt nơi sinh khí thoát ra, lão ta không dở trò nổi. Dứt lời, phía trong làng sương mù, bất chợt lờ mờ có bóng người. Bên đường là bụi cây hoang dã, sau khi có bóng người trong lại càng kinh khủng khiếp. Hoặc là ở phía dưới lùm cây, có một người nằm đó, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hoặc là ngay ở bờ đất bên đường, có một người khuôn mặt chảy xệ trắng nhợt đang ngồi xổm trong mắt toàn là sự tĩnh lặng thậm chí còn có một số dường như đang do dự, muốn bước về phía chúng tôi vậy. Mặt tôi cũng biến sắc. Chuyện này không đúng á. Ở đây sao trông lại giống như cảnh tượng xuất hiện khi trận mù dẫn đường âm vậy, bên người chúng tôi cũng không có người chết mà. Nghĩ đến đây, mặt tôi đột ngột biến sắc. Phùng gia chủ, ông có phải đã cho người đem hài cốt con dâu ông với cả xác chết cháu ông qua đây luôn rồi không? Ở khu bảo địa phong thủy vô chủ kiểu này, muốn sửa phong thủy của nó thì phải có hành động lớn. Không phải là chỉ cần sửa đổi một chỗ nào đó là có tác dụng đâu. Lý Đức Hiền còn chưa có bản lĩnh lớn như thế, tuy rằng có sương mù nên không nhìn rõ thế núi, nhưng tôi có thể dùng định la bàn phân biệt, long mạch ở đây tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ có điều, những bóng người ở trong làng sương mù khiến người ta vô cùng sợ hãi, duy chỉ có lúc dẫn đường âm, bọn chúng mới xuất hiện. Nếu không phải đưa theo người chết, thì làm sao có thể khiến chúng tôi bước vào đường âm được mặt phùng chí vinh lập tức hơi biến sắc một chút ông ta mất tự nhiên nói ở phía sau xe vừa đến tôi sợ đợi chút nữa chúng ta tìm thấy huyệt nguồn mà ban nãy cậu nói nhỡ lại xảy ra vấn đề gì nên cứ bảo bọn họ đến đây luôn đồng thời phùng chí vinh giơ tay lên chỉ tôi quay đầu lại nhìn quả nhiên ở phía sau xe của chúng tôi chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc xe nữa lúc này chiếc xe đó vừa mới dừng lại cửa xe đột ngột bị mở ra bước xuống xe là mấy người nhà họ phùng người nào cũng đô con bản thân chắc đều có bộ dạng hung hãn vậy mà lúc này sắc mặt lại tái nhật cả gia chủ cả quãng đường chúng tôi tới đây đều rất quái dị toàn là sương mù mà bên đường kiểu gì còn có người nửa đêm rồi rốt cục là người hay là quỷ đây mấy người đó chạy đến trước mặt phùng chí vinh vô cùng sợ hãi nhìn quanh bốn phía. Trên trán tôi toàn là mồ hôi. Mấy người này chỉ nhìn tướng mặt thì đích thực không phải là dạng mạng yếu. Thêm nữa mấy người đàn ông dương khí nặng nên mới có thể lái xe đến tận đây nếu đổi thành chỉ có một tài xế, sợ là trên đường đi đã gặp chuyện từ lâu rồi. Là tiên sinh, việc này nên làm thế nào? Phùng Chí Vinh bất an nhìn ra bên lề đường. Tôi cắn răng nói một câu, chú trần không có đây rất khó xử lý bọn họ không làm theo quy tắc mà đưa xác chết đi xa được như thế cũng đều dựa vào việc mạng cứng chúng ta lại còn muốn đưa xác chết lên núi thì sẽ tương đối phiền phức vào thời điểm này trong làng sương mù ở bên đường mấy bóng người kia đã có người bước ra ngoài bọn họ cũng chẳng phải đi về phía chúng tôi mà ngược lại bước về phía chiếc xe kia lòng tôi càng lạnh ngắt trảm quỷ đau có thể trấn áp hai cái xác kia thêm đám không biết là người hay là quỷ này qua nữa sợ là trảm quỷ đau cũng phải gãy thế nhưng đúng vào lúc này ngao sói đột nhiên lại tru dài lên một tiếng tinh thần của nó bất chợt như hồi phục lại không ít lao về phía cạnh xe lập tức mấy người kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn vào trong lớp sương mù ở bên đường thịt 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 tim tôi như đang đập ở chỗ cổ họng tôi rất rõ đây là do ngao sói đang uy hiếp đám quỷ kia lúc này chúng tôi bắt buộc phải lên núi ngay còn phải nhanh chóng tìm ra huyệt nguồn nơi long khí tụ tập để đặt hai xác chết kia xuống nếu chúng bị mấy cái thứ trong sương mù này chạm vào thì to chuyện hẳn phùng gia chủ bảo bọn họ khiêng xác chết với xương cốt ra chúng ta lên núi trên trán tôi gân xanh nổi cộng hết lên nghiêm giọng nói phùng chí vinh lập tức hạ lệnh ở trên xe của chúng tôi và chiếc xe vừa mới tới kia đại khái còn lại tầm chục người bọn họ quay lại bên xe khiêng hai xác chết kia xuống tôi lúc này mới phát hiện xác chết đã bị nhét vào trong hai chiếc túi đựng xác màu xanh trảm quỷ đau thì bị buộc ở giữa hai cái túi trái phải mỗi bên đều dính chặt với một cái túi đựng xác có tác dụng trấn áp chỉ có điều sau khi xác chết rời khỏi xe sương mù ở xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc hơn nhiều cũng chẳng biết sương mù là do đêm khuya rồi hay do hai bộ xương cốt hắc sát này lại gây ra biến đổi gì nữa Tôi cắn răng bước lên trước, kéo khóa ở trên đầu túi đựng sát xuống. Khiến đồng tử mắt tôi có mạnh lại là, trên đầu lâu của con dâu Phùng Chí Vinh, Vương Tiểu Yến, đã đen xì cả mảng. Trên mặt cháu trai ông ta, Lâm Minh, cũng bắt đầu hơi có lông đen xì mọc ra. Dưới ánh trăng, một cái đầu lâu đen xì xì, một gương mặt người chết trắng bệt có lẫn chút lông đen, đừng hỏi trong rợn người đến mức nào. Có ngao sói bảo vệ. Chúng ta lên núi. Phùng gia chủ mấy người phải theo sát bên cạnh tôi và ngao sói, tuyệt đối không được trất lại. Ngoài ra nhớ kỹ lời dặn của tôi. Tôi cố nén hơi thở gấp gáp lại, trịnh trọng nhìn Phùng Chí Vinh. Ông ta gật gật đầu, tôi cũng quay đầu nhìn quanh một lượt mười mấy người kia, trịnh trọng nói. Người chết hỏi đường đầu nhìn sau, tiền bạc thế mạng chặn người đi đường. Giờ trời tối đến ghê người, chúng ta lại đem theo xác chết, nên giờ là đi trên đường của người chết. Trong quá trình lên núi, nếu như có người ở sau lưng hỏi chuyện đừng quay đầu cũng đừng trả lời kể cả trả lời trong đầu cũng không được trả lời rồi thì khả năng là sẽ mất mạng luôn ngoài ra tiền và vật phẩm trên mặt đất cũng không được nhặt kể cả có là một cục vàng to như đầu chó rơi trên mặt đất cũng nhớ kỹ không được nhặt lên gặp nhiều chuyện rồi tuy trần mù chỉ dặn dò tôi có một lần nhưng tôi vẫn nhớ kỹ trong lòng chỉ có điều lúc này chúng tôi đi trên con đường âm đã mở nhưng lại không có người mạng cứng như trần mù tới dẫn đường. Tuy rằng có ngao sói, nhưng tôi vẫn cứ có một thứ cảm giác tương lai mờ mịt. Hơn chục người kia đều đưa mắt nhìn nhau rồi gật gật đầu. Mấy người đến sau không phải trải qua vụ sụp lúng ở nhà họ cố, rồi nước ở sông ngầm phun lên. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi, rõ ràng chẳng mấy tin phục, càng nhiều hơn chỉ là sự sợ hãi. Mấy người còn lại thì gật mạnh đầu, trong mắt đều là sự tin tưởng chắc chắn phùng chí vinh lúc này cũng chẳng còn thứ thần thái mọi việc đều nắm trong tầm tay của vị thổ hoàng đế sông dương nữa núp phía sau lưng tôi vẻ sợ hãi không che đậy nổi tôi lại thở dài một tiếng duy trì hơi thở bình ổn sau đó thuận theo đường đi bước qua phía chân núi kỳ thực mấy câu nói của trần mù khi dẫn đường âm tôi đều nhớ canh giờ này là gì tôi cũng biết nhưng tôi không dám hô loạn lên mạng của trần mù cứng như lửa thiêu vậy mạng của tôi tuy cũng cứng cũng rất nặng nhưng mạng của tôi thuộc mạng đại âm tôi chỉ sợ hô sai cái gì sẽ tạo thành phiền phức lớn hơn lúc này có lẽ cứ giữ im lặng một chút có ngao sói ở bên cạnh còn có trảm quỷ đao chúng tôi chỉ cần nhanh chóng tìm ra huyệt nguồn nơi long khí hội tụ chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chỗ này vốn là cuối đường của một lối rẽ ra từ đường quốc lộ lên trước mấy bước là đến chân núi đường hẹp đi ngược lại sương mù càng dày đặc lên Bầu trời đêm đen thẳm, ánh trăng trở nên mờ đi, bên trong làng sương trắng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có một bàn tay thò ra vậy. Tôi bước đi trên đầu, cái đuôi ngao sói không ve vẫy nữa, mà dựng đứng lên hơi hơi đung đưa, nó đi cũng không nhanh. Vừa đi, tôi vừa cúi đầu xuống, nhìn vào định la bàn trên tay. Lúc này kim chỉ chìm xuống, chứ không phải hỗn hợp kim xoay và kim nghịch giống như lần trước ở khu mộ viên nhà họ Phùng. Tôi lau bỏ mồ hôi trên trán đầu kim chìm xuống gọi là kim chìm đại biểu cho việc xung quanh tuy có âm khí nhưng không phải là đại ác mà là xung quanh có thêm người chết quan hoặc chết ngoài ý muốn sẽ khiến cho người bình thường cảm thấy bức bối khó chịu nhưng tôi vẫn không dám thả lỏng người cứ thế bước nhanh lên trước tốc độ của ngao sói cũng không hề giảm điểm đến của tôi là chỗ sườn núi ngọn núi này thế núi uốn lượn lên xuống con sông chảy trước núi là tiểu minh đường sông dương ở phía ngoài là đại minh đường còn bản thân ngọn núi thì thuộc lũng long huyệt nguồn chi vị của chi long mạch ở nơi cao nhất của núi còn lũng thì ở chỗ sườn núi có định la bàn tôi chỉ cần đến chỗ sườn núi là có thể tìm được vị trí long khí hội tụ tàn phong nạp khí tiếng bước chân và tiếng thở dốc của mọi người trộn lẫn với nhau tôi cứ lúc lại quay đầu nhìn một cái để bảo đảm bên cạnh không bị mất người cũng để chú ý đến xác chết của lâm minh và vương tiểu yến chỉ có điều, lúc này cái đầu lâu của Vương Tiểu Yến càng đen đi, lông đen trên mặt của Lâm Minh cũng ngày càng nhiều hơn. Đường núi rất dốc, chứ không dễ đi như trong khu mộ viên nhà họ Phùng. Tôi hỏi Phùng Chí Vinh mượn một cái đồng hồ, nhìn thời gian một phát, lúc này đã gần đến giờ tí, cách lúc chúng tôi lên núi ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn còn phải thêm một đoạn tương đối nữa mới tới sườn núi. Thêm vào sự tồn tại của sương mù, rất ảnh hưởng tới tầm nhìn. Lại đi lên trước thêm mười mấy phút nữa, tôi đột nhiên cảm giác sương mù ở xung quanh có chút sao động. Dường như có mấy tiếng cười đầy vẻ nham hiểm, và còn cả cái kiểu ám mùi của việc âm mưu đã thành công, bất thình lình xuất hiện. Bất chợt dính một phát như thế, nguyên cả phần da đầu của tôi đều bắt đầu tê rần đi. Ngao sói đột nhiên sủi nhỏ một tiếng, nó quay đầu nhìn ra phía sau chúng tôi, con mắt một màu đỏ quạt, da mỏm lật lên rung rung, khiến động tử mắt tôi co lại. Tôi cũng mất tự nhiên quay đầu lại phía sau vừa hay vọng lại tiếng nói khóc mếu. La, la tiên sinh, gia, gia chủ, phùng bưu ban nãy nhìn thấy dưới đất có một cái tẩu thuốc bằng ngọc, liền thò tay xuống nhặt. Sau đó nó đột nhiên bị một đôi tay ở trong sương mù thò ra lôi vào trong. Kinh khủng quá, người đó cao cao gầy gầy, mí mắt sệ xuống, như da bọc xương, hắn trợn to đôi mắt, trong ánh mắt toàn nổi sợ hãi. Mọi người đồng loạt dừng lại, sắc mặt Phùng Chí Vinh vô cùng khó coi. Phùng Bưu là tài xế lái xe ban nãy. Là tiên sinh, đừng quản hắn, chúng ta lên núi trước. Những người khác cũng bị dọa cho ngu người, tuy rằng những người còn lại đều không biết Phùng Bưu biến mất như thế nào. Nhưng nghe người đàn ông cao gầy kia nói một cái, nỗi sợ lập tức càng toát lên nhiều hơn. Gia chủ. Là tiên sinh, chúng ta cứ nhanh lên núi đi, Phùng Bưu đâm đầu vào chỗ chết. Thì không chết không được, đừng làm liên lụy đến mọi người cho dù đều là người trong một gia tộc trước mặt nỗi sợ hãi sống chết không chỉ mỗi phùng chí vinh những người khác cũng đều có sự lựa chọn tôi chắc chắn sẽ không vì một người như thế này mà làm ảnh hưởng đến việc lên núi bởi vì lúc trước tôi đã nhắc nhở rồi không được nhặt đồ bừa bãi mà có người vẫn cố ý đâm đầu vào chỗ chết tôi cũng hết cách chỉ là ánh mắt của tôi lại nhìn gã đàn ông gầy gầy kia một cách phức tạp thân người và đôi chân gã vẫn đang không ngừng run rẩy, vẻ mặt cũng đầy hoảng sợ. Trong chớp mắt, tướng mặt của gã đã thay đổi, hai bên đầu như bị dao gọt đi vậy, đỉnh đầu nhọn lên. Ánh mắt cũng trở nên trôi nổi, thậm chí trong đồng tử ngoài nổi sợ hãi ra, chỉ còn lại toàn sự trống rỗng. Ba nhọn sáu mòn, tất sẽ bần hàng. Ánh mắt trống rỗng, ắt là sắp chết. Ngoài điều này ra, ấn đường của gã đen xì cả mảng, xương cốt chỗ trung tâm nứt ra, Sương dịch mã rũ xuống, đã là tướng người chết rồi. Anh tên là gì? Tôi khàn giọng mở mồm. Chân gã lại lập cập một cái, rung giọng trả lời, tôi tên là Phùng Cương. Là tiên sinh. Không cần hỏi nó nữa, chúng ta lên núi trước đã. Phùng Chí Vinh lại dục tôi một tiếng. Tôi lắc lắc đầu, nheo mắt, nhìn chầm chầm vào Phùng Cương, anh đã nhặt thứ gì rồi? Còn không mau lấy ra. Dây tiếp theo, Phùng Cương bịch một cái, quỳ sụp xuống dưới đất. Mặt gã méo máu, giơ tay lên. Trong làng sương mù, trên tay gã cầm một thỏi vàng trong hơi xỉn màu. Chỉ nhìn một cái là đã biết đây không phải đồ vật của mấy năm gần đây. Cứu! Cứu tôi, Phùng Cương chỉ nói ra được một câu này. Rồi gã đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Mặt tôi biến sắc. Giây phút đó, gã như mất kiềm chế, cả người vụt ngã ngửa ra sau sau đó lăn xuống dưới núi như quả bầu lăn vậy tiếng bình bịch vang lên xen lẫn với tiếng la hét thảm thiết xuyên thấu cả bầu trời đêm nơi rừng núi tai tôi ù ù cả lên trong đầu trống rỗng mất một chớp mắt những người khác đều hoàn toàn sợ chết khiếp có người còn sợ tè cả ra miệng phùng chí vinh mấp mấy một cái ánh mắt ông ta dữ tợn hơn không ít đây là hậu quả của việc không nghe lời cảnh cáo của la tiên sinh yên ổn lên núi làm sao lại chết ở đây được? Phùng Bưu và Phùng Cương như thế là tham lam vô độ. Đều ngoan ngoãn lên núi cho tôi. Nếu như chết ở đây, nhà họ Phùng sẽ không nhặt xác cho các anh. Đợi nguy cơ này qua đi, người có bỏ công sức, tôi sẽ không bạc đãi đâu. Đi thôi, la tiên sinh. Mặt Phùng Chí Vinh nhật đi, gọi tôi một tiếng. Tôi không nói gì, tốc độ đi nhanh hơn ban nãy nhiều. Kỳ thực, tôi vốn định thử cứu Phùng Cương, chỉ có điều tất cả phát sinh quá nhanh nên cũng chẳng kịp tuy rằng là do gã tự đâm đầu vào chỗ chết nhưng nhìn một sinh mạng mất đi trong lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì cho lắm đương nhiên hai mạng sống này cảnh cáo tôi cũng khiến tốc độ của những người khác nhanh lên không ít một tiếng đồng hồ chớp mắt đã trôi qua chúng tôi đi đến một dải đất tương đối bằng phẳng rộng rãi đường núi cũng rộng hơn nhiều càng quan trọng hơn là sương mù ở đây lại tan đi rồi cúi đầu nhìn la bàn quay đầu nhìn bố cục ở xung quanh sau một khoảnh đất phẳng là không ít núi đá nhô lên ở đây chẳng có mấy cây cối tầm mắt cũng không hề bị ảnh hưởng ánh trăng rót xuống chiếu lên trên đỉnh la bàn kim chỉ lúc này cũng đã bình ổn lại dần dần kim chỉ lại hơi có chút nổi lên tim tôi đập thình thịch lên chỗ này lại không giống với kim chìm lúc chúng tôi lên núi đây là kim nổi cũng đại biểu cho âm khí nhưng âm khí này là thiện âm là dấu hiệu có phúc thần hộ pháp. Hơn nữa thế đất ở chỗ này cũng khiến tôi khẳng định đã đến sườn núi. Tôi theo ánh trăng đi lên trước mấy bước, cúi đầu nhìn la bàn, lại không ngừng sang trái sang phải tìm phương vị. Cuối cùng khi kim nổi lên đến cực điểm, gần như muốn bay vọt ra khỏi la bàn, mới dừng lại. Tôi ngửa mặt nhìn trời, mặt trăng trên bầu trời giống như một cái mâm khổng lồ. Trong bầu trời đêm lúc này, càng sáng rực rỡ. Lại nhìn bốn phía, mặt đất bằng phẳng, phía sau là núi đá gồ lên. Trên đất cây cối xanh mẫn, núi đá lẫm chậm rõ ràng. Đúng là một vị trí tàn phong nạp khí đẹp. Tim tôi sắp nhảy ra khỏi cổ rồi, lẩm bẩm nói, cốt khâu lũng, chi cương phụ, nơi tụ khí. Phùng gia chủ, chỗ này, chính là huyệt nguồn. Tôi kích động đến mức toàn thân run rẩy, Phùng Chí Vinh cũng hưng phấn đến tột độ. Mà đúng lúc này, đột nhiên có người nhà họ Phùng sợ hãi hét lên, xác xác chết mọc đầy lông đen rồi hình hình như còn động đậy mặt tôi vụt biến sắc quay đầu qua nhìn quả nhiên trên xương và xác của vương tiểu yến và lâm minh ở trong hai cái túi đựng xác lông đen đã mọc kín cả khuôn mặt mắt nhìn đã sắp xác biến hóa sát rồi nhưng rõ ràng đây là huyệt nguồn tàn phong nạp khí nơi lông khí hội tụ sao lại xác biến làm sao lại có thể xác biến được bịch bịch hai tiếng Bốn người nhà họ phùng khiên sát chết hoảng hốt lùi ra sau Bốn người còn lại cũng chạy ra sau lưng tôi Tôi nhìn lông đen càng ngày càng nhiều Phùng Chí Vinh cũng đần người ra Lập cặp nói Là tiên sinh Cậu không phải bảo là sẽ không sao à Sao lại sắp bật xác thế kia Tôi trợn tròn mắt nhìn chầm chầm Gần như cắn nát cả môi Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ Tôi mới rõ Tôi quên mất một việc lớn TS giải thích của dịch giả cốt khâu lũng, chi cương phụ, nơi tụ khí, nguyên văn khâu lũng chi cốt, cương phụ chi chi, khí chi sở tùy được trích từ tán thư, trong đó khâu là cao, lũng là gờ, cốt chỉ phần núi có đá, cương là triền núi phẳng và thấp, phụ là núi đất, chi là nhánh. Ý cả câu, gờ đá ở núi cao, nhánh đất ở núi thấp, là nơi long khí tụ tập. Cốt khâu lũng, chi cương phụ, nơi tụ khí. Võng vẹn gần chục chữ, nhưng bao hàm một ý nghĩa cực lớn trong đó. Khâu lũng ở trong câu này chỉ phần đất xương cốt nơi núi cao là nơi âm khí tụ hội của núi lớn. Cũng là chỗ dựng phần lập mộ. Nơi âm khí hội tụ đương nhiên sẽ khiến hắc sát sát biến. Bất kể là loại âm khí nào cũng đều chỉ có một kết quả duy nhất. Còn chi cương phụ là chỉ phần đất nơi triền núi cũng là xương sống của rồng, chỗ khí long dương mạnh nhất. Vừa hay ở cùng một nơi với khâu lũng. Khâu lũng ở trên, báo hiệu hình dạng của mộ cương phụ ở dưới báo hiệu huyệt nguồn nghĩa của nơi tụ khí thì là đây là nơi tàn phong nạp khí nếu như xác chết bày ở đây chắc chắn sẽ có long mạch nuôi xác âm khiến nó trở thành xác xác khủng khiếp nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây nhưng nếu chôn xuống dưới đất dựng mộ bên trên trong quá trình âm dương giao hòa ngược lại sẽ thành để phúc cho gia tộc suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt tôi nhanh chóng bước đến bên cạnh túi đựng xác một phát rút trảm quỷ đao ở trên túi ra dừng thẳng đau lên trên xương ngực của vương tiểu yến miễn cưỡng có thể trấn áp việc hóa sát của cô ta tôi hạ giọng gọi một tiếng tiểu hắc ngao sói sủi nhỏ một tiếng vồ thẳng lên trên xác chết của lâm minh lưỡi liếm mạnh một phát lên trên đám lông đen kia tiếng xèo xèo vang lên từng mảng lớn lông đen giống như tuyết tan biến mất không thấy nữa trong lòng tôi vui mừng ngao sói quả nhiên vô cùng thông minh tôi chỉ nói một câu làm một động tác nó đã biết cần phải làm gì Phùng Chí Vinh đang nghe truyện trên TV audio CV với mấy người còn lại nhà họ Phùng nhìn đần người luôn. Không đợi bọn họ nói gì, tôi liền giơ luôn tay trái lên, chỉ vào chỗ đá núi gồ lên kia, nói từng câu từng chữ, bên dưới xương sống của rồng là nơi trấn xác, đào một cái hố nông, nửa mét là được. Tốc độ phải nhanh, tôi với tiểu Hắc không trấn lâu được đâu. Tán vào trong, thì phiền phức sẽ được giải quyết. Chỗ này cũng sẽ trở thành nơi nhà họ phùng chuyển âm trạch qua. Ánh mắt Phùng Chí Vinh rung lên, lập tức nghiêng đầu hạ lệnh. Đào. Những người còn lại lập tức bắt đầu động tay đào đất. Lúc trước Phùng Chí Vinh đã dặn dò chuẩn bị sẵn, tất cả mọi người đều có đem theo xẻng, tám người cùng hành động. Mấy phút sau, đã có hai cái hố nông với độ sâu nửa mét nằm song song với nhau. Tôi xách bộ xương của Vương Tiểu Yến ra trước, đặt vào trong cái hố nông. Giây phút đó, bản thân cô ta vẫn còn hơn một nửa phần xương màu đen xì, trong chớp mắt đã trở nên trắng như ngọc ánh trăng chiếu lên trên đã chẳng còn một chút màu trắng nhẫn nào của xương cốt ngược lại cho người ta một cảm giác đẹp lộng lẫy thái độ của tôi vẫn cực kỳ nghiêm trọng không dám thả lỏng nửa phân đồng thời với việc dặn dò bọn họ bắt đầu lấp đất cũng đem xác chết của lâm minh đặt vào cái hố nông còn lại cú liếm ban nãy của ngao sói chỉ làm cho lớp lông đen trên mặt lâm minh tiêu tan còn trên người vẫn nguyên như cũ không thay đổi Hắn đã ở trên ranh giới hóa sát bật sát, móng tay đã dài đến hai thốn, đen xì khác thường. Lúc này sau khi vào trong cái hố nông kia, đám lông đen đó vẫn không hề tiêu đi. Ngược lại từ từ chuyển sang màu vàng cám, hơn nữa bên trên lớp lông đen, lờ mờ có dấu hiệu mọc tản ra. Đồng tử mắt tôi có mạnh, kỳ thực bây giờ tôi cũng chẳng biết việc này báo hiệu cho điều gì. Chỉ có điều cúi đầu xuống nhìn định la bàn, kim chỉ vẫn cứ nổi lên như sắp nhảy ra khỏi la bàn. Như thế đại biểu cho việc âm khí không hề bị ảnh hưởng Vẫn là bảo địa huyệt nguồn nơi tàn phong nạp khí Lấp đất đi Tôi bảo với bọn họ Theo động tác vung sẻn Hai ngôi mộ thấp đã xuất hiện ở dưới phần núi đá Trong lòng tôi cũng chắc chắn hơn không ít lau bỏ mồ hôi trên trán Cũng cảm thấy chân có hơi bủng rủng Lùi dựa một chút ra sau Ngồi xuống đất Thấy tôi ngồi xuống xong Những người khác cũng ngồi bệt ra đất Thở hồng hộc Phùng Chí Vinh thất thểu bước đến bên cạnh tôi, ông ta ngẩn người nhìn ngôi mộ thấp, không chắc chắn nói, là tiên sinh, như thế này là không sao rồi chứ. Tôi gật gật đầu, thở hắt ra một hơi dài. Đây là huyệt nguồn, nơi sinh khí hội tụ lưu động, đợi về rồi tôi sẽ nói với ông, đâu là nơi tử khí hội tụ, tránh những chỗ đó ra, người nhà họ Phùng muốn tán vào nơi nào trên ngọn núi này cũng được, đều là nơi đất lành cả. Đương nhiên, nếu có người mất, vẫn cần xem năm tháng để hạ tán, nếu không sẽ dễ xảy ra chuyện, bạch hổ trọng sát, vẫn chưa phải là bố cục phong thủy hung dữ nhất. Sắc mặt Phùng Chí Vinh lại thay đổi, ông ta há mồm. Chưa đợi ông ta nói, tôi lại bảo, không cần lo lắng Lý Đức Hiền sẽ dở trò gì đến khu tán địa, lão không dám, muốn phá hoại phong thủy ở đây, lão sẽ phải đào mộ của Vương Tiểu Yến và Lâm Minh lên, bởi vì bọn họ nằm ở huyệt nguồn. Mà hai xác chết này lại là hắc sát chuẩn bị bật xác lão không dám đến đào. Tới lúc đó bật sát ở nơi long khí hội tụ thế này, bất kể Lý Đức Hiền có giỏi bằng trời, cũng phải chết ở đây. Phùng Chí Vinh cũng ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng đợt, lòng ngực phập phồng lên xuống. Tôi sẽ ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Lý Đức Hiền, nó bắt buộc phải chịu đựng mọi hậu quả mà nó gây ra cho nhà họ Phùng tôi ngày hôm nay. Phùng Chí Vinh gằn từng chữ. Mí mắt tôi hơi giật một cái, không tiếp lời nhưng lại đang nghĩ sau này cần phải thận trọng thế nào và còn nếu nhà họ phùng tìm ra lý đức hiền xong thì nên đối phó với lão thế nào nghỉ ngơi chừng hơn nửa tiếng thể lực hồi phục không ít e rằng chuyện này cũng có liên quan đến việc đây là nơi tàn phong nạp khí tôi còn cảm giác thân thể căng tràn thêm rất nhiều những người kia nhà họ phùng hoặc là hút thuốc hoặc là túng tụng lại thảo luận việc phùng bưu và phùng cương ban nảy chết không đáng còn xém chút nữa hại cả mọi người, vẻ vô cùng khinh bỉ. Tôi lo lắng cho sự an nguy của Trần Mù, đứng dậy, phủi bỏ bụi đất trên người. Hít sâu một hơi nói, Phùng gia chủ, cứ xuống núi đã, chắc không sao rồi. Tôi phải qua viện xem chú Trần, những thứ khác không cần gấp, ông bắt buộc phải chuyển những hài cốt khác trong khu mộ viên nhà họ Phùng qua đây trước. Phùng Chí Vinh cũng trịnh trọng gật gật đầu. Ngao sói vốn đang nằm bò trên phần núi đá, lúc này cũng nhảy xuống, đi về hướng chân núi lúc này bên cạnh chúng tôi không còn xác chết sương mù bị đường âm kéo lại cũng đã tan đi từ lâu đi được tầm một đoạn tới gần chỗ ban nảy phùng cương rơi xuống núi ở trong lùm cây bên đường có một gã đàn ông đô con ở đó gã ngồi trên mắt đất có cành cây đâm cả vào trong da thịt nhưng không hề động đậy cúi đầu trong miệng còn ngậm một chiếc tẩu thuốc bằng ngọc ánh trăng chiếu lên trên người gã nhưng lại không hề có bóng Tim tôi đập điên cuồng, còn lạnh toát cả người. Cũng có người sợ hét cả lên. Anh ta chết rồi, không được đụng vào, đừng có rước họa vào thân. Tôi dặn một câu. Ánh mắt của Phùng Chí Vinh sầm xuống nhìn chầm chầm vào gã hồi lâu, sau đó mới theo chúng tôi bước xuống núi. Xuống núi cũng mất thời gian hơn nửa nửa tiếng đồng hồ. Xác chết của Phùng Cương vừa vặn rơi tại vị trí chân núi, chân tay gần như đều vặn vẹo hết cả ra. Mí mắt Phùng Chí Vinh giật điên cuồng, nhưng cũng chỉ thở dài một tiếng, là tiên sinh, sau này chắc có thể tìm trần tiên sinh đến đưa xác chết về chứ. Dù gì đây cũng sẽ là nơi xây mộ tổ của nhà họ Phùng. Tôi lắc lắc đầu, nói tốt nhất là đừng đụng vào, lập mộ ở ngay vị trí đó, rồi cho người nhà đến lễ, bọn họ chết ở đây là có nguyên nhân, đưa về, cũng sợ sẽ thành quỷ gây loạn. Phùng Chí Vinh nghe vậy mới không nói gì khác. Sau khi lên xe, liền đi ngay về phía bệnh viện. Đợi lúc chúng tôi tới viện, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Nhân viên y tế đều bị ngao sói dọa cho không nhẹ, có điều bởi vì chúng tôi do nhà họ Phùng đưa tới, nên cũng chẳng dám nói gì nhiều. Phùng Chí Vinh đi xử lý công việc, Phùng Khuất thì đưa tôi tới phòng bệnh của Trần Mù. Trần Mù đã rời khỏi phòng cấp cứu từ lâu, vẫn đang hôn mê trong phòng bệnh, chưa tỉnh lại. Tôi vừa tới cửa phòng bệnh, đã liền nhìn thấy ở chỗ cửa sổ cạnh giường bệnh có một người đang ngồi lão quay lưng về phía tôi cái đầu trọc bóng nhoáng không sợi tóc dưới ánh đèn làn da cũng trắng khác thường trong phòng bệnh khói thuốc lượng lờ rõ ràng là do lão đang hút lão mù ông phải trụ vững nhé đừng để thành lần trước không chết dưới sông dương còn lần này thì lại bỏ mạng với lại cũng đừng có chết trong viện cái mạng này của ông chết ở đây đúng là chẳng ra làm sao cả ông chẳng phải cứ tâm niệm mãi phải móc được tiền từ túi tôi đi xây triều dương trạch à nếu ông mà không chết thì cái nhà này tôi xây tôi đứng ở cửa phòng bệnh không lập tức đẩy cửa ngay phùng khuất định nói tôi giơ tay lên ra hiệu cho hắn rời đi người ngồi ở bên cạnh giường bệnh của trần mù chính là lưu văn tam lòng tôi không mấy căng thẳng nữa nếu như trần mù đã được ra khỏi phòng cấp cứu chắc chắn là không còn vấn đề gì lớn nữa nếu không Bệnh viện này cũng chẳng dám để cho lão rời khỏi phòng cấp cứu. Điều khiến tôi không ngờ được là Lưu Văn Tam lại đến phòng bệnh của lão, nói ra những lời này. Sợ là Trần Mù tuyệt đối không đoán ra được. Cũng vào lúc này, ngao sói đột nhiên lại nhảy lên, cào một cái vào nắm cửa. Cạch, cửa phòng bệnh liền bị đẩy mở. Ai? Lưu Văn Tam vụt quay đầu lại. "Chú Văn Tam, là cháu." Tôi hít sâu một hơi tiền thể cũng bước luôn vào trong phòng bệnh vẻ cảnh giác trong mắt lưu văn tam lúc này mới dịu xuống ngay tiếp đó trong ánh mắt của lưu văn tam lại lộ ra vài phần phức tạp nhìn sâu lên người tôi chú văn tam sắc mặt chú tốt lên nhiều rồi thấy chú không sao cháu cũng yên tâm lúc trước lưu văn tam vừa rời khỏi phòng phẫu thuật tôi liền đi qua nhà họ phùng luôn một qua hai lại đã mất thời gian hai ngày lão có thể tỉnh lại nhanh như thế lại còn có thể xuống giường đi lại cũng khiến tôi vui mừng tôi cúi đầu nhìn tướng mặt của trần mù trong lòng lại càng thấy nhẹ nhõm hơn lão không còn bất cứ tướng mặt nào của người sắp chết nữa hơi thở cũng rất bình ổn chỉ có mỗi chưa tỉnh lại mà thôi yên tâm đi chú văn tam mạng của chú trần cứng như lửa thiêu vậy chú ấy không dễ chết như vậy đâu đợi chú ấy tỉnh lại chắc sẽ rất vui mừng khi nghe được những lời kia của chú Lưu Văn Tam quay qua trận mắt nhìn tôi một cái, vẻ phức tạp trong ánh mắt đã tan đi không ít. Ăn nói cái kiểu gì thế? Chú chỉ bảo lão mù đừng có chết nhanh quá thế thôi. Dù gì, lão vẫn còn chưa thực hiện lời hứa của lão với mày kia. Lão nhờ được mày cứu con gái lão, cứu mạng lão, thế đã là hai bận rồi. Tôi cũng chẳng bóc mẻ Lưu Văn Tam. Mà bước lên trước hai bước, ông mạnh lão một cái. Lưu Văn Tam lại đẩy tôi ra, bộ dạng đầy vẻ ghét bỏ, thập lục, mày là con trai nuôi của chú, có phải là con gái nuôi đâu, đừng có bình rình kiểu đấy. Giờ mày đã về rồi, thì trong năm trận mù cho tử tế, chú phải về phòng bệnh đây, nếu không tí nữa gì thái mày qua tìm, lại càm ràm chú. Nói xong, Lưu Văn Tam vội và bước ra ngoài phòng bệnh. Kỳ thực tôi có không ít chuyện muốn nói với Lưu Văn Tam. Nhưng lão đi đột ngột thế này, ngược lại khiến tôi ngạc nhiên giống như lão không muốn nói chuyện với tôi về những việc này vậy. Lưu Văn Tam là một người thông minh, lão đang né tránh. Có điều khi lão đi đến cửa phòng bệnh thì bất chợt dừng lại một chút. Lão quay đầu, lại là cái biểu cảm vừa thâm trầm vừa phức tạp ấy, chăm chú nhìn sâu lên người tôi. Thập Lục, chú Văn Tam rất cảm kích mày, cứu cái mạng này của chú Văn Tam. Chú với dì Thái mày càng cảm kích mày, nếu không phải nhờ mày thì Khổ Nhi đã không lên bờ được chỉ có điều mày có một cái tật mày quá thích liều mạng đây là lòng tốt của mày cũng là tai hại của mày nó khả năng sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của mày vận mệnh của con người không thể nào cũng cứ may mắn mãi cho dù mày biết ngày càng nhiều khiến chú văn tam ngày càng không nhìn thấu được nhưng ngựa cũng có lúc trượt chân chú văn tam từng dạy mày thất phu vô tội giữ bảo thành tội bây giờ còn phải dạy thêm mày mấy chữ nữa quý trọng mạng sống cái mạng này của mày rất quý trọng nó không chỉ là của mỗi mình mày nếu một ngày nào đó mày xảy ra chuyện gì bất trắc thật tới lúc đó mày có hối hận cũng không kịp nữa mày có thể bất chấp mạng sống đi cứu người ta giúp người ta nhưng người khác chưa chắc sẽ giúp lại mày như thế dứt lời lưu văn tam cũng chẳng tiếp tục nói thêm gì khác nữa liền bước đi về phía đầu kia hành lang biến mất khỏi tầm mắt của tôi những lời đó của lão nói ra một cách rất đột ngột cũng rất bất ngờ. Rõ ràng là quay người đi thẳng, không định nghe chuyện tôi nói. Vậy mà lại nói một tràng dài như vậy cho tôi nghe. Tôi nghe hiểu ý của lão, cũng rõ ý trách móc trong lời nói của lão. Nhưng tôi không hề hối hận. Nếu như tôi không cứu lão, không giúp lão cứu khổ nhi lên bờ. Hoặc là tôi không đi cứu trần mù, không bất chấp mạng sống, thì tôi sẽ dây dứt cả đời. Chỉ có điều tôi cũng may mắn, mẹ tôi là bùa hộ mệnh của tôi đã hai lần giúp tôi thoát chết nhưng những lời đó của lão cũng là lời cảnh tỉnh đối với tôi tôi bắt buộc phải thận trọng việc không hoàn toàn chắc chắn mà lại có thể nguy hiểm đến tính mạng thì tuyệt đối không được tiếp xúc bừa bãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của trần mù nghỉ ngơi một chút khoảng tầm mười mấy phút sau có tiếng gõ cửa phòng bệnh mời vào tôi ngẩng đầu lên thập lục Giọng nói hơi run rẩy xen lẫn sự vui mừng vang lên, người bước vào phòng bệnh, hóa ra là Hà Thái Nhi, phía sau lưng bà ta thì là kẻ vừa mới rời đi, Lưu Văn Tam. Lúc này Lưu Văn Tam rõ ràng có chút yếu siêu. Trong mắt Hà Thái Nhi hơi đỏ, bước đến gần trước mặt tôi, cũng ôm mạnh tôi một cái, thân người không ngừng run rẩy. "Dì Thái, dì đừng căng thẳng thế, cháu không sao." Đẩy Hà Thái Nhi ra, tôi cười cười nói, Hà Thái Nhi thì trợn mắt nhìn Lưu Văn Tam một cái, nói, Trần Mù bị đưa vào viện, người nhà họ Phùng có kể sơ qua tình hình, gì với chú Văn Tam mày đều lo muốn chết, lão thì hay. Lo lắng chỉ ngoài mặt thôi. Mày về rồi, lão lại còn như tránh tà ấy, vội về phòng bệnh, còn không nói gì biết mày về rồi. Cũng may gì nghe y tá nhắc đến nhau sói nên mới biết. Từng thân người tôi hơi cứng đờ lại. Hà Thái Nhi quệt nước mắt, rồi mới nói, lão bố nuôi này của mày không thân, sau này mày cũng đừng quản lão. Vẻ mặt Lưu Văn Tam rõ ràng có chút sốt ruột rồi, lão trận mắt nhìn Hà Thái Nhi một cái, thập lục là con trai nuôi của tôi, tôi không thân nó được à. Chỉ là cho nó nghỉ ngơi, ở với trần mù một lúc. Cái bà này, làm gì cũng vội vội vàng vàng, cũng chẳng để cho thập lục được thở nữa. Mắt nhìn hai người bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau, tôi vội ngăn lại, nói tôi đều rõ, bọn họ đều muốn tốt cho tôi, không cần thiết phải cãi nhau bọn họ nghe vậy mới dịu đi tiếp đấy hà thái nhi lại hỏi tôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì miệng người nhà họ phùng nói chẳng rõ ràng gì bà ta nghĩ cứ đến hỏi thẳng tôi cho nhanh tuy rằng lưu văn tam cứ kéo tay hà thái nhi bảo bà ta đừng có hỏi chuyện phức tạp như thế vào lúc này nhưng rất rõ ràng tôi cũng có thể thấy được kỳ thực lão cũng có rất nhiều nghi hoặc và hiếu kỳ tôi kéo ghế bảo bọn họ ngồi xuống lúc này mới lần lượt đem chuyện ở nhà họ phùng nhà họ cố Chuyện tìm huyệt trấn sát trên Lũng Long mạch ở ngoài thành phố, cũng việc đấu phong thủy với Lý Đức Hiền ra kể. Sắc mặt Hà Thái Nhi liên tục thay đổi, đến cả đầu mày của Lưu Văn Tam cũng giật lên mấy lần. Cuối cùng sau khi tôi kể xong, Lưu Văn Tam chẳng nói gì, vẫn cứ là cái ánh mắt phức tạp như lúc trước, lại còn lắc lắc đầu. Hà Thái Nhi thì nói, giống hệt như những gì Lưu Văn Tam nói lúc nãy. Bà ta cũng bảo rằng, tôi quá dễ dàng đi liều mạng, mềm lòng và lương thiện cũng sẽ trở thành nhược điểm của tôi, bà ta cũng bảo tôi phải tiếp tục sống một cách thận trọng, bởi mạng sống của tôi không phải chỉ là của mỗi một mình tôi. Sau đó, bà ta mới cùng Lưu Văn Tam rời đi. Tôi lại càng suy nghĩ kỹ càng hơn. Sau đó bà ta tìm y tá, kê thêm cho tôi một chiếc giường ở trong phòng bệnh. Tôi bèn ngủ một đêm ở trong phòng bệnh của Trần Mù. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi mới phát hiện Trần Mù chẳng thấy đâu nữa. Phùng khuất đời ở bên ngoài phòng bệnh Bảo với tôi trần mù tỉnh lại xong Liền dẫn nhau sói Đem theo xác chết của con gái và cháu trai lão đi rồi Nhắn lại với tôi là Đợi sau khi người tôi hồi phục thêm chút nữa Thì đi tìm lão Tôi sớm đã quen với cái kiểu kiệm lời của Trần Mù rồi Cũng chẳng thấy có gì không hợp Lại đi qua thăm Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi Vừa hay bọn họ cũng chuẩn bị xuất viện Lưu Văn Tam thấy ở trong viện dưỡng thương Không quen chút nào Đòi về thôn Liễu Hà điều dưỡng tôi cũng định về thôn liễu hà cùng với lão trước phùng khuất rõ ràng rất khó xử nói chúng tôi cứ thế này mà đi đến lúc đấy gia chủ lấy luôn đầu hắn tôi cũng giải thích với hắn đôi câu bảo phùng chí vinh sau khi chuyển mộ ổn thỏa hết xong thì đến tìm tôi tôi giúp lão đi xem nếu như có bất kỳ tin tức gì của lý đức hiền cũng đến thông báo cho tôi phùng khuất nghe vậy mới đi giúp chúng tôi điều xe xác chết của khổ nhi vẫn cứ dùng vải trắng che lên đặt ở góc phòng bệnh hà thái nhi dọn dẹp hết đồ đạc xong người nhà họ phùng cũng đem một cái quan tài màu đen to bằng cỡ đứa trẻ con đến lưu văn tam lúc này mới đặt xác chết vào trong rồi được người nhà họ phùng khiên đồ rời khỏi bệnh viện trong lòng tôi cũng có chút ngạc nhiên hỏi đêm hôm đó xác chết của khổ nhi đưa đến viện bằng cách nào không có trận mù dẫn đường âm sợ là phiền phức cũng không nhỏ lưu văn tam bảo với tôi lúc đó lão không hề hôn mê cho người đặt xác chết bên cạnh lão thêm việc trời đã sáng nên không xảy ra chuyện gì cả. Tôi nghe vậy mới rõ nguyên nhân, trời sáng, âm khí tiêu tan, dương khí nặng, cho dù có là đại quỷ, đa phần cũng sẽ chẳng tới gây sự với Lưu Văn Tam. Sau khi rời khỏi bệnh viện, vẫn là phùng khuất lái xe, đưa chúng tôi về thôn Liễu Hà. Lại còn giúp chúng tôi dỡ hết hành lý xuống, rồi mới rời đi. Khổ Nhi được Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi thờ cúng ở trong nhà. Tôi vốn dĩ có đề nghị tìm một chỗ long mạch đất lành thượng phẩm để an táng, nhưng hai người bọn họ đều không đồng ý. Sau đó tôi cũng không kiên trì, bao nhiêu năm rồi, hai vợ chồng họ đều đợi khổ nhi lên bờ về nhà. Cả nhà khó khăn lắm mới được đoàn tụ, nếu đã có thể thờ cúng được, thì đương nhiên cũng không muốn tách rời. Tôi cũng ở lại thôn Liễu Hà nghỉ ngơi liền ba ngày, cuối cùng coi như cũng hồi phục lại tinh thần. Trong thời gian này Phùng Chí Vinh cũng có phái người đến, nói lại tình hình của nhà họ Phùng bọn họ sau khi chuyển mộ bệnh tình của mẹ ông ta cũng đã thuyên giảm thân thể cũng hồi phục không ít nhà họ phùng vốn dĩ mấy ngày trước việc làm ăn bị tổn hại rất nhiều hiện giờ cũng đang dần có chuyển biến tốt tạm thời không phát hiện ra tình trạng lý đức hiền tiếp tục ám hại bọn họ ông ta tìm thấy nhà cũ của lý đức hiền chỉ có điều ở đó không có người ông ta hy vọng tôi qua đó dùng chút thủ đoạn ép lý đức hiền thò mặt ra tôi nghĩ ngợi qua lại đồng ý với đề nghị của phùng chí vinh tôi không thể nào cứ đợi lý đức hiền đến tính toán gài bẫy tôi tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ thì chịu tai ương thôi sau đêm ngày thứ ba phùng chí vinh phái xe đến đón tôi vào trong thành phố còn đem đến cho tôi một cái điện thoại đời mới và một bộ đường phục mới toanh tôi đem theo tất cả đồ tùy thân lúc lên xe hà thái nhi lại khuyên tôi bất kể là đi làm gì cũng đều phải chú ý an toàn lưu văn tam thì chỉ nói một câu bảo tôi an phận chút còn hai hôm nữa là đến ngày cắt âm của bố tôi rồi Còn phải đi đón trần mù về thôn tiểu liễu nữa Lòng tôi rung lên một cái Tôi đương nhiên nhớ rõ thời gian Không ngờ Lưu Văn Tam cũng nhớ rõ như vậy Tôi biểu thì mình biết rồi Cũng sẽ chú ý chừng mực Rời khỏi thôn liễu hà Tôi không qua nhà họ phùng trước Mà bảo xe đi qua đường Xuân Hoàng Ở khu trung tâm thành phố trước Cảnh khách sạn ở đó Có hàng vạn lớn nhất khu trung tâm thành phố khi đó tôi đã giao ước cần sửa bàn tính Sau đó xảy ra chuyện của nhà họ Phùng Mãi tận bây giờ tôi mới tới Cũng chẳng biết Kim Thuận Sương có còn giữ thanh trụ bàn tính cho tôi không Bất kể là tôi về nhà ở thôn Tiểu Liễu cũng được Hay là tôi đi tìm Lý Đức Hiền tính sổ cũng xong Tôi đều phải nhanh chóng sửa xong Kim Toán Bàn Tác dụng của định la bàn rất lớn Không có nó Tôi không có cách nào điểm huyệt nhanh như vậy Thậm chí còn có thể phán đoán nguy hiểm nữa Kim toán bàn của trương cửu quái chắc chắn cũng sẽ không kém định la bàn có kim toán bàn cũng sẽ giúp tôi tăng thêm vài phần thực lực nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha người phùng chí vinh phái đến đón tôi là phùng khuất tôi không cho hắn đi theo mà một mình xuống xe bước vào trong hàng vàng lâu đời kia trong cửa hàng có không ít khách có nhân viên lên trước đón tiếp tôi tôi liền hỏi luôn lão sư phụ kim thuận sương có đây không Nhân viên phục vụ đón tiếp tôi Vừa hay là người mà lần trước tôi từng gặp Mặt cô ta đầy vẻ mừng rỡ Vội vàng mời tôi lên tầng 2 Lại pha cho tôi một ấm trà long tỉnh Sau đó mới bảo tôi chờ một lát Rồi gấp rút xuống dưới lầu thông báo cho Kim Thuận Sương Tôi lấy chiếc kim toán bàn từ trong rương gỗ ra Có một thanh trụ đã sâu hạt bàn tính lên Cảm giác chắc tay rất mãnh liệt Nhưng chỉnh thể của chiếc bàn tính nhìn lên trong Vẫn có một thứ cảm giác lụng bại cuối đầu nhìn một hồi Đường Vân ở bên rìa Kim Toán bàn, lại lôi định la bàn ra. Tôi mới nhớ ra, Trương Cửu Quái và ông nội tôi là Trung Lương là hai người cùng sư môn, hoặc là hai món đồ này, lẽ ra vốn phải truyền cho một người. Chỉ có điều đến đời của Trương Cửu Quái và ông nội tôi, bọn họ là hai đệ tử, nên các món đồ bị phân tán ra. Nghĩ đến đây, tôi liền lật định la bàn lên, hoàn toàn theo bản năng mà nhìn vào dòng chữ ở mặt sau, là Trung Lương đệ tử đời thứ 27, giữ. Ngay sau đó, tôi lại nhầm một cái vào mặt sau của kim toán bàn. Điều khiến tim tôi đập thình thịch là, trên thanh ngang ở giữa kim toán bàn, không có đường vân gì, mà ngược lại cũng khắc những dòng chữ nhỏ li ti tinh xảo. Phía trước tổng cộng 26 hàng. Tôi đối chiếu từng hàng một, từ cái tên đầu tiên, cho tới cái thứ 26, mỗi hàng đều khắc cùng một nét chữ. Cho tới hàng thứ 27 mới có sự thay đổi. Trương cửu quái, đệ tử đời thứ 27, giữ Tôi cố nén cảm giác tim đập thình thịch, quả nhiên không khác gì với suy đoán của tôi Sợ rằng thứ vốn dĩ mà các đời đều chỉ truyền một đệ tử ở đây Chính là âm dương tiên sinh Ông nội tôi và trương cửu quái phân chia nó thành âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán Chỉ có điều trong vô tận, tất cả đều có định số Cuối cùng hai thứ này đều do trời xuôi đất khiến mà ngẫu nhiên được truyền tới tay tôi Tôi đột nhiên cảm thấy trong di thư của trương cửu quái Câu nói đó càng có hàm ý sâu sắc Giới phong thủy đều biết Thiết khẩu kim toán và âm thuật tiên sinh là đồng môn Nhưng vì tính cách bất đồng mà ai đi đường nấy Mà quẻ bói mệnh ta Sẽ có người học được âm thuật tiễn ta về với đất Nên lòng sinh ý tưởng Nếu ta để cốt tướng và kim toán bàn cho người học âm thuật đó Thì chẳng phải có chung một đệ tử với La Trung Lương sao Chắc là sư phụ vừa ý La Trung Lương chết cũng không yên Lòng ta ác sẽ sinh niềm vui sướng ban đầu tôi cho rằng đây là lời nói đùa vui của trương cửu quái tính cách của ông ta và ông nội tôi không hợp chết cũng phải chơi ông nội tôi một vố bây giờ tôi mới phản ứng lại e rằng ông ta cũng muốn mạch này của âm dương tiên sinh ở đời sau sẽ lại được quy về một người đừng để vì ông ta và ông nội tôi mà khiến cho sự kế thừa mấy trăm năm bị cắt lìa đang lúc tôi suy nghĩ có nên khắc tên tôi lên trên định la bàn và kim toán bàn hay không thì có tiếng bước chân vọng lại. Tôi lập tức lật tay cất định la bàn đi, tiếp đó liền ngẩng đầu lên. Người bước lên trên tầng hai chính là một ông già mặc bộ mã quái màu vàng. Ông ta vẫn đeo cái kính rộng vàng đó, cái nốt ruồi ở trên trán thì hơi có chút sẹp xuống. Tôi nhíu mày một cái. Mặt kim thuận xương đầy vui mừng, thần sắc trông không thấy có vẻ gì mệt mỏi. Ông chủ la, mấy ngày không gặp, tôi còn cứ tưởng cậu không tới nữa chứ đang nghĩ bao nhiêu thanh trụ bàn tính bằng vàng thế này cũng chẳng nỡ đem đi nấu lại kim thuận sương cười ha hả nói rồi bước đến trước mặt tôi giơ tay ra bắt tay với tôi tôi cũng cười cười đứng dậy mấy hôm nay gặp chút chuyện rắc rối xử lý xong lại về quê nghỉ ngơi mất ba ngày hôm nay mới vào thành phố liền tới đây luôn nói xong tôi đem kim toán bàn đưa cho kim thuận sương ông ta thì cẩn trọng dùng hai tay đỡ lấy rồi vội đi đến bên cạnh bàn gia công Dây tiếp theo, ông ta liền lấy từ trong cái túi đeo trên người ra một cái hộp da màu đen. Mở ra xong, trong cái hộp lót nhung 14 thanh trụ bàn tính được đặt nằm. Tôi cũng lập tức mở rương gỗ, lấy cái túi hạt bàn tính ra đặt lên trên mặt bàn gia công. Kim Thuận xương thở dài một hơi, trịnh trọng nói, người chế tác cái bàn tính này chắc chắn là một vị đại sư, bên trên còn điêu khắc rất nhiều sông núi, đối với đồ kim hoàng, việc này không dễ dàng gì đặc biệt đây còn không phải là thứ vàng ở thời cận đại nữa có thể tưởng tượng được tay nghề điêu luyện đến mức nào tim tôi đập hơi nhanh chút chẳng ngờ kim thuận xương không biết gì hết chỉ dựa vào mắt nhìn mà có thể thấy được không ít vấn đề ông ta bắt đầu lắp thanh trụ cũng sâu hạt bàn tính vào tôi cũng nhìn đến xuất thần quên mất cả thời gian trôi mãi cho tới lúc thanh trụ cuối cùng được lắp vào trong bàn tính tất cả hạt bàn tính đều được sâu hết xong cả chiếc kim toán bàn đều trở nên hoàn chỉnh. Chỉ có điều đã một thời gian dài không dùng, hạt bàn tính và giá bàn tính đều dính không ít bụi bặm. Kim Thuận xương đẩy gọng kính, lau bỏ mồ hôi trên trán, rồi bắt đầu tiến hành rửa bàn tính, cũng vô cùng cẩn thận dùng vải trắng lau chùi. Tới khi ông ta dừng lại, cả chiếc kim toán bàn dưới ánh đèn, phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng hút mắt. Ông chủ la: "Cậu xem xem còn vấn đề gì không? 105 hạt bàn tính, không thiếu hạt nào." Kim Thuận Sương nâng kim toán bàn lên đưa cho tôi. Tôi đỡ lấy xong, tim như nhảy lên đến tận họng. Ngoài cảm giác nặng trình trịch ra, nó còn cho tôi một cảm giác hoàn chỉnh không thiếu gì, dường như cũng có một lực hút, muốn tôi gãy hạt bàn tính. Tôi kiểm tra kỹ một lượt, mỗi một thanh trụ bàn tính đều rất chắc chắn, không có chút dấu hiệu lỏng lẻo nào. Cẩn thận cất kim toán bàn lại, tôi không hề đi gãy hạt bàn tính. Một là tôi vẫn còn chưa biết dùng lắm, Thêm nữa là tôi cũng đã hứa với Trần Mù, quẻ bói đầu tiên sẽ dành cho lão Kim sư phụ, tay nghề của ông cũng chẳng kém đại sư chút nào nữa. Trong lòng vui mừng, tôi cũng tán dương Kim Thuận Sương đôi câu. Ông ta cười vuốt vuốt cầm, nói bản thân còn kém xa. Lúc này, tôi lại phát hiện cái nốt ruồi trên trán ông ta lại sẹp đi rất nhiều. Cái nốt ruồi đó của Kim Thuận Sương nằm ở vị trí trên trán ngay bên trên đầu mày, còn được gọi là nốt ruồi bạn hữu lần trước khi gặp ông ta cái nốt ruồi đó của ông ta là một nốt ruồi đẹp trân nhẵn lồi lên nhưng bây giờ mắt nhìn đã biến thành một nốt ruồi ác xẹp lép tôi hơi nheo mắt lại cũng có vài phần do dự kim thuận Sương ngạc nhiên hỏi nhỏ tôi một câu ông chủ la trên mặt tôi có gì à tôi hít sâu một hơi dẹp bỏ những suy nghĩ kia cười lắc lắc đầu không có gì tôi nghĩ tới một số chuyện khác hơi xuất thần kim sư phụ ông tính toán tiền vàng với tiền công đi tôi vẫn còn có việc bận. Kim Thuận Sương cười ha hả báo giá cho tôi, vàng thành phẩm dùng hết 65 vạn, làm khuôn tốn không ít công sức, cũng dùng mất hơn 5 vạn tệ, ông ta thu của tôi 3 vạn tiền công, tổng hết 73 vạn. Hỏi tôi trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Xuống tầng quẹt thẻ xong, Kim Thuận Sương còn tiễn tôi ra tận ngoài hàng vàng. Lúc này, trời đã tối hẳn rồi. Lên xe xong, Phùng Khuất đang ngồi ngáp ở trên ghế lái. Là tiên sinh, cuối cùng cậu cũng ra, đã gần nửa đêm rồi. Phùng khuất ngáp dài một cái. Tôi ngẩn người, đúng là không biết, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Đi thôi, qua nhà họ Phùng. Tôi hít một hơi thật sâu, nói. Phùng khuất lái xe lên đường, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Kim Thuận Sương đích thực có vấn đề trên tướng mặt. Nhưng chuyện của Dư Sơn đã cho tôi một bài học. Thêm nữa, Kim Thuận Sương cũng chẳng cầu đến trước mặt tôi chuyện không liên quan đến mình, tôi không cần thiết phải rước phiền phức vào người. Tuy rằng tôi biết xem tướng mặt, nhưng tôi không có nghĩa vụ, đi giải quyết tất cả các tướng mặt mà tôi nhìn thấy, tôi cũng chỉ làm một giao dịch với Kim Thuận Sương mà thôi. Sau khi đến nhà họ Phùng, Phùng Chí Vinh đứng ở cổng khu nhà đợi tôi. Sau khi gặp mặt, tôi mới phát hiện, tướng mặt của Phùng Chí Vinh tốt lên không ít. Mũi thuộc cung tài bạch trở nên tròn đầy, cầm căng tròn, địa khố đầy đặn, ánh mắt có thần, ấn đường cũng trở nên sáng sủa đây đều là thể hiện cho việc gia vận của nhà họ phùng sự tích lũy và sức khỏe của gia tộc đều lên một tầng cao mới sau khi lên tiếng chào hỏi phùng chí vinh ông ta bèn mặt mày tươi tỉnh nắm chặt lấy tay tôi mãi không chịu buông trong lời nói cũng đều là sự cảm kích đối với tôi chiều ngày hôm kia ông ta mới hoàn tất triệt để việc chuyển mộ hôm qua một công ty mà nhà họ phùng đầu tư lên sàn chứng khoán giá cổ phiếu tăng mạnh Nhà họ Phùng kiếm bộn và còn có tin vui từ việc làm ăn và đầu tư ở các ngành nghề khác báo về. Càng quan trọng hơn là, ông ta phát hiện thân thể khỏe lên không ít, rất có vẻ đã lấy lại sự dũng mãnh, đúng là có khả năng sẽ lại sinh thêm đứa nữa thật. Tôi bảo với Phùng Chí Vinh, đây tuy đều là cái lợi có được sau khi chuyển mộ tổ vào long mạch, nhưng vẫn phải nhớ kỹ hành xử lương thiện. Nếu như dùng cái ác đối đãi với người, cho dù có long mạch cũng không bảo vệ được khí vận của gia tộc. Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu hôn quân tàn bạo, có trong tay long mạch của cả thiên hạ, cũng vẫn bị người khác thế chỗ đấy thôi. Phùng Chí Vinh nghiêm mặt, trịnh trọng nói, là tiên sinh, thọ giáo rồi. Lại nói chuyện vài câu đơn giản với Phùng Chí Vinh, đại khái là về chuyện của Lý Đức Hiền. Dưới sự điều tra của nhà họ Phùng, không chỉ tìm được quê cũ của Lý Đức Hiền, thậm chí còn tìm ra họ hàng gần của lão. Lý Đức Hiền là người gốc thành phố Nội Dương, 55 tuổi tìm hiểu tình hình ở trong thôn của lão, thì khi lão được tầm 10 tuổi thì theo một thằng đồng cốt chuyên lừa đảo đi khỏi thôn. Khi hơn 20 tuổi có về lại thôn và cũng học được một loạt bản lĩnh lừa đảo. Bản tính lão háo sắc, làm hại không ít các cô gái mới lớn không hiểu đời ở trong thôn. Cuối cùng trong thôn tức chết, bèn đánh đuổi lão ra khỏi thôn. Lại qua 10 năm, khi Lý Đức Hiền lần nữa về thôn thì đã thành phong thủy sư có tiếng ở thành phố Nội Dương. Đương nhiên Đối với dân trong thôn họ Bình luận về Lý Đức Hiền đều chẳng ra sao Đều cho rằng Lý Đức Hiền cho dù có chút bản lĩnh Thì phần nhiều cũng là do bốc phét Chẳng có mấy người đi nịnh bờ Lý Đức Hiền Chỉ càng ít tiếp xúc hơn với người nhà họ Lý Cha mẹ già của Lý Đức Hiền Vừa mất chưa đầy một năm Nhà họ Lý không có ai ở Lý Đức Hiền vẫn còn một ông bác còn sống Phùng Chí Vinh cũng nói với tôi Bọn họ không hành động trước Cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nên tất cả đều giao cho tôi định đoạt tôi trầm ngâm một lát tới nhà lý đức hiền trước phải dùng chút thủ đoạn đấy là kiểu dùng phương thức hành sự của lão đối phó lại với chính lão đương nhiên chúng tôi không thể tàn ác như thế đi lấy mạng cả họ người ta mà hoàn toàn chỉ nhắm tới một mình lý đức hiền tôi nói tất cả phải đợi ngày mai xem xong mới biết tình hình đêm nay cứ nghỉ ngơi trước tôi cũng phải suy nghĩ xem cần hành động như thế nào phùng chí vinh vui vẻ hơn nhiều bảo phùng khuất đi xếp phòng nghỉ cho tôi trước lúc đi nghỉ phùng chí vinh lại gọi tôi một câu sắc mặt ông ta hơi có chút mất tự nhiên nói có một chuyện quên không bảo với tôi khuôn nhà của nhà họ cố đổ sụp xong những thủ hạ kia của nhà họ phùng đều đã tìm thấy hết tất cả đều được hậu tán và bồi dưỡng món tiền lớn cho người nhà tôi gật đầu nói làm như vậy không sai phùng chí vinh mới thở dài một tiếng nói xác chết của cố lão gia cũng đã tìm thấy ông ta chết rồi tôi im lặng sau đó cười cười phùng gia chủ không cần lo lắng tôi với nhà họ cố vốn dĩ chẳng có quan hệ gì núi không rời thì sông rời rồng không linh thì sát linh mệnh số của cố lão gia có một kiếp nạn ông ấy không thoát được thôi trong thần sắc của phùng chí vinh cũng có đôi chút ngạc nhiên không nói thêm gì phùng khuất đưa tôi về phòng đi ngủ nằm lên giường trong phòng tôi nhắm mắt lại nhưng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được mò điện thoại ra mở uy chát kéo đến chỗ ảnh đại diện của cố nhược lâm tôi bấm vào trong xem một chút vốn dĩ đây đã là tôi lấy hết can đảm để vào xem nhưng không ngờ phần tường nhà chỉ là một đường ngang dài trái tim vốn đã tỉnh lại không ít của tôi lại đau nhói một cái tôi cũng chẳng biết có phải bị cố nhược lâm xóa kết bạn không hay là bị cho vào danh sách đen vốn dĩ định nói một chút về chuyện của cố lão gia cuối cùng cũng thôi hơn nửa đêm trằn trọc, tôi cũng nghĩ một chút về chuyện nên dùng thủ đoạn gì để đối phó với Lý Đức Hiền, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong đêm, tôi ngủ không ngon giấc. Tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy Cố Nhật Lâm khóc trong tuyệt vọng, gào thét chất vấn tôi, tại sao không cứu ông nội cô ta. Tôi ở trong mơ, không nói thành lời. Lúc thì nhìn thấy nụ cười khẩy của Lý Đức Hiền. Lúc lại là cố khai dương lạnh lùng nói tôi là âm sanh tử, là bà đỡ âm linh đê hèn, không xứng với cố nhược lâm của hiện tại khó khăn lắm mới vùng vẫy tỉnh lại được tôi nhay nhay chỗ đầu mày căng tức lật người ngồi dậy vô thức nhìn một cái vào chiếc gương ở đầu giường đồng tử mắt tôi có mạnh lại mặt đã biến sắc bởi vì xương dịch mã của tôi lại có dấu hiệu lún xuống ngoài ra đến cả lông mày của tôi lại cũng có chút hơi hỗn loạn đây là tướng mặt giống với của lưu văn tam lần đó mày như than cháy không tai cũng nạn nhưng trên người tôi Có thể xảy ra chuyện gì được Tôi dậy vào nhà vệ sinh Xả nước ấm rửa mặt Gương ở trong nhà vệ sinh có chút màu đồng giả cổ Phản chiếu gương mặt tôi rõ nét hơn không ít Chỉ có điều Lúc này nhìn lại tướng mặt của tôi Thì chẳng nhìn ra vấn đề gì nữa Vốn dĩ Tướng mặt này cũng chỉ là cảm giác trong chớp mắt Tôi nhíu chặt đầu mày Nhìn chầm chầm vào trong gương hồi lâu Nhắm mắt lại Tôi dây dây đầu mày để cho tâm trạng không ngột ngạt quá thế nữa. Những chuyện phát sinh trong giấc mơ cũng cố gắng dẹp bỏ khỏi đầu óc. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại trên người tôi truyền lại tiếng rung rè rè. Bình thường điện thoại của tôi gần như không bao giờ reo. Người có thể gọi điện cho tôi không nhiều. Tôi vội lấy điện thoại ra, nhìn một cái, hóa ra là bà nội gọi. Lập tức nhận cuộc gọi. Đầu bên kia chuyện lại giọng nói quen thuộc của bà nội. Thập lục qua hết đêm mai là mày có thể về thôn rồi Có định về luôn không? Tôi ngạc nhiên, bà nội lại còn dục tôi về thôn cơ à Tuy rằng tôi vẫn cứ lên kế hoạch Đợi sau khi cắt âm xong sẽ lập tức về thôn Nhưng bà nội trước giờ vẫn cứ cố gắng trì hoãn được ngày nào hay ngày ấy Liên tưởng đến tướng mặt ban nãy của tôi Ngoài ý nghĩa tự thân của lông mày Thì xương dịch mã là đại biểu cho gia vận và sức khỏe Người thân của tôi không nhiều Ngoài bố nuôi Lưu Văn Tam ra thì chỉ còn lại bà nội thôi tôi trả lời đến giờ là tôi chắc chắn lập tức về ngay do dự một chút tôi lại hỏi bà nội bà đột nhiên hỏi cháu thế có phải là xảy ra chuyện gì rồi không gần đây sức khỏe bà thế nào có chuyện gì bất thường phát sinh không cái thằng này bà hỏi tình hình mày chút mà cũng nhất định phải có việc gì sao bà già này người còn khỏe lắm trong điện thoại bà nội vừa cười vừa mắng cái cảm giác sức lực tràn trề ấy mới khiến tôi thở phào nhẹ nhõm bà nội bà nhớ phải chú ý an toàn nếu như trong thôn có người tới bà đừng tiếp xúc nhiều nhé tôi do dự một chút vẫn cứ chuẩn bị dặn dò bà nội tướng mặt này của tôi đến quá bất ngờ đồng thời tôi lại thấy lý đức hiền quá nguy hiểm hở chút là động đến mộ tổ với vợ con bố mẹ nhà người ta đúng thật là không thể dùng lẽ thường để nhìn nhận được nhỡ lão mà qua thôn tiểu liễu tìm bà nội tôi thì làm thế nào mày ở ngoài đắc tội với người ta à ngữ điệu của bà nội nghiêm trọng hơn nhiều tôi cười khổ một cái đem chuyện của lý đức hiền ra kể sơ một lượt bà nội im lặng hồi lâu rồi mới ừ một tiếng không cần lo cho bà thằng lý đức hiền đó kể cả có nham hiểm thì cũng chẳng dễ mà làm gì với thôn tiểu liễu được bố mày tối mai cắt âm ông nội mày vẫn còn ở dưới móng đường chỗ cổng thôn kìa tôi lúc này mới thật sự thở phào tôi suýt nữa thì quên mất bố tôi chưa cắt âm lúc nào cũng có khả năng thành quỷ quái. Không cho tôi về, cũng là để tránh bố hóa sát tác quái, sau đó thành du hồn giả quỷ. Nếu như Lý Đức Hiền dám chủ động đi tìm bà nội tôi, hoặc là động vào mộ tổ nhà tôi, bố tôi chắc chắn hóa sát, tới lúc đó lão sẽ tự chuốt vạ vào thân. Thêm nữa ông nội tôi làm móng đường của thôn, cả cái thôn tiểu liễu này đều có thể nói là một bố cục phong thủy mà ông nội tôi chính là huyệt nguồn. Lý Đức Hiền có gan to tay trời, sợ là cũng chẳng dám tới bố cục phong thủy của âm thuật tiên sinh gây chuyện. Đương nhiên, tôi vẫn cứ dặn đi dặn lại bà nội, phải ngàn vạn lần cẩn trọng. Bà nội cuối cùng cười thở dài một tiếng, thập lục nhà ta, đúng là đã lớn thành tài rồi. Có điều thập lục, bà nội đúng là có chuyện tìm mày. Tim tôi đập đánh thịt, lập tức hỏi bà nội có chuyện gì. Bà nội mới bảo với tôi, ở trong thôn có một bà quá, bị thằng trong thôn làm cho ảnh bụng ra, lúc sinh không có ai quản một xác hai mạng vừa lúc tối xong đồ nghề đỡ âm linh bà nội đều đưa hết cho tôi rồi giờ người trong thôn nhờ đến bà nội bà nội hứa đợi ngày kia chắc tôi sẽ về thôn tới lúc đó sẽ đi đỡ âm linh tôi gật gật đầu bảo không vấn đề gì sau đó tôi còn cười nói với bà nội giờ đồ nghề của chúng tôi nhiều hơn trước rồi đợi bà nhìn thấy chắc chắn sẽ phải vui mừng kinh ngạc trước khi cúp điện thoại bà nội còn vui vẻ nói với tôi là sẽ chóng mắt chờ xem. Tôi lại gọi một cuộc cho Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi, dặn dò bọn họ phải cẩn thận. Làm xong những việc này, tôi cũng định thần lại. Tất cả đều đã được phòng bị, binh tới có tướng chặn, nước ngập có bờ ngăn. Tướng mặt cho dù có ứng nghiệm lên người tôi, tôi cũng tin rằng bản thân có thể ung dung ứng đối. Sau khi rửa ráy xong, Phùng Khuất liền tới gõ cửa phòng tôi. Trước tiên ra nhà chính của nội viện ăn sáng tôi coi như cũng được biết cuộc sống của thổ hoàng đế sông dương xa hoa đến mức nào ngoài các loại bánh trái truyền thống như bánh hoa quế bánh mã đề bánh quý phi và bánh đậu xanh ra còn có các món ăn kiểu trung như sủi cảo nhân tôm xíu mại bánh xốp lại còn cả các món ăn kiểu tây như trứng cá muối mì trộn tôm hùm cá mú đỏ hấp cả một bàn toàn các món ăn đắt đỏ tôi cũng có một khoảng thời gian tương đối chẳng có được một bữa ăn tử tế rồi sau khi tế xong miếu ngũ tạng cả người đều cảm thấy sảng khoái hẳn ra tôi hỏi phùng chí vinh bao giờ xuất phát phùng chí vinh lúc này mới có chút mất tự nhiên nói với tôi hôm nay ông ta không đi cùng tôi ông ta tuy không muốn thừa nhận mình đã già nhưng dù gì thân thể cũng có chút không trụ được nên phái phùng bảo và phùng quân đi cùng với tôi tôi thì cũng chẳng có ý kiến gì và thực sự cũng cảm thấy phùng chí vinh không thích hợp đi cùng tôi phùng bảo người đô con phản ứng nhanh từng cùng tôi đối phó với con ly miêu già màu trắng, cũng coi như có nửa phần thân thiết, phùng quân thì là dân nhà võ. Hai người này đi với tôi có tác dụng quá nhiều, nếu như đổi thành phùng chí vinh, nhỡ mà xảy ra chuyện gì, tôi lại còn phải đi bảo vệ ông ta. Từ nhà họ phùng xuất phát, người lái xe vẫn là phùng khuất. Phùng bảo và phùng quân đối xử với tôi rất cung kính, cứ đứng ở bên cạnh xe chờ, còn hơi cúi người hành lễ với tôi. Tôi ngồi vào ghế lái phụ xong, bọn họ mới ngồi vào ghế sau xe lên đường, đi như bay về hướng phía tây của thành phố Nội Dương. Chưa tới 9 giờ, chúng tôi đã ra khỏi thành phố, quê cũ của Lý Đức Hiền tên là Lý Gia Khẩu, nằm bên đường quốc lộ cách thành phố khoảng nửa giờ xe, trước lối rẽ vào thôn có trạm thu phí. Sau khi xe vào thôn, rẽ qua rẽ lại trên đường thôn, rồi dừng lại trước một căn nhà mộc mạc giản dị. Xuống xe xong, tôi chú ý đến hai đầu đường cũng có một số người dân làm nông đang đi lại. Bọn họ đều rụt rè quan sát chúng tôi, có điều chỉ nhìn một cái, rồi liền đi luôn, chứ không có ai lên trước hỏi chúng tôi là ai. Là tiên sinh, đây chính là nhà cũ của Lý Đức Hiền, chắc là để không hơn một năm rồi, lão chỉ còn lại một ông bác, không trú ở đây. Phùng khuất trầm giọng báo cáo tình hình với tôi. Tôi gật gật đầu, lùi ra sau hai bước, hơi nheo mắt nhìn chỉnh thể bố cục bên ngoài của căn nhà. Thuật phong thủy của Lý Đức Hiền đúng là không yếu, cả căn nhà tuân theo kết cấu gian chính cao nằm giữa, tứ phía thấp dần xuống. Lúc này vừa mới qua 9 giờ, nắng sớm chiếu từ hướng mặt trời mọc vào trong căn nhà, trong tràn đầy sinh khí. Tôi lấy định la bàn ra, bên trong kim chỉ cũng nổi hẳn lên, rõ ràng là dấu hiệu của thiện âm, có phúc thần bảo hộ. Sau đó tôi lại phán đoán phương vị một chút, rồi đồng tử mắt co mạnh lại. Phương vị của thôn này so với thành phố nội dương là hướng Tây. Mà trên định la bàn, Căn nhà này của Lý Đức Hiền hóa ra còn là phương vị của Tây tứ trạch. Cho dù căn nhà nhìn không có vẻ gì là xa hoa, nhưng Tây tứ trạch có một đặc điểm, thổ kim tương sinh. Nó nằm ở phương vị Tây tứ, không có phương vị hung. P.S. giải thích từ dịch giả, Đông tứ trạch và Tây tứ trạch, căn cứ theo nguyên lý trong bát quái, nhà ở được chia làm 8 bộ phận, phân biệt gồm Đông thuộc chấn, Nam thuộc ly, Tây thuộc Đoài, Bắc thuộc Khảm, Đông Nam thuộc Tốn, Tây Nam thuộc Khôn, Tây Bắc thuộc Càn. Đông Bắc thuộc Trấn một Đông Tứ Trạch, chỉ nhà nằm vị trí Đông Nam hướng về phía Tây Bắc, Tốn Trạch, nhà nằm vị trí Nam hướng về phía Bắc, Ly Trạch, nhà nằm vị trí Bắc hướng về phía Nam, Khảm Trạch, nhà nằm vị trí Đông hướng về phía Tây, Chấn Trạch. 2. Tây Tứ Trạch, chỉ nhà dùng chính ô phân chia phương vị, gồm nhà có hướng cổng chính mở tại phía Tây Bắc, Càng Trạch, cổng chính mở tại phía Tây Nam, Không Trạch, cổng chính mở tại phía Đông Bắc, Cấn Trạch, cổng chính mở tại phía Chính Tây, Đoài Trạch ý là bất luận trong nhà bố trí kiểu gì đều là vị trí cát cũng có nghĩa là sẽ không vì sự thay đổi phong thủy trong nhà mà ảnh hưởng tới chủ nhân lý đức hiền đúng là tính toán giỏi đến nhà ở cũng đề phòng một nước sắc mặt tôi hơi sầm lại trầm ngâm một lát sau đó mở mồm nói phùng khuất ghi nhớ những gì tôi nói với anh sau đó bảo với phùng gia chủ lập tức đi làm phùng khuất gật đầu lia lịa hắn lại còn lấy ra một quyển sổ làm bộ dạng chuẩn bị ghi chép Tôi chết cười, xong cũng hiểu ra, những thứ mà tôi nói đại bộ phận đều rất khó lý giải, cũng chưa chắc đã nhớ được, làm như vậy ngược lại càng ổn thỏa. Việc thứ nhất, đi kiếm một cây cổ thụ trăm năm, gốc cây phải to, thẳng, trồng vào vị trí đối diện với cổng của căn nhà này. Đây là sinh sung, cây già hút dương khí, trong nhà không tán âm, cho dù là tây tứ trạch, tôi cũng phải khiến nó thành âm trạch. Quỷ vào trong ở, trong nhà cho dù không hung, thì cũng sẽ khiến Lý Đức Hiền tâm tư bất ổn, có họa huyết quang. Gốc cây nhất định phải đủ thẳng, rồi treo đèn lồng trắng lên là có thể kim cả xuyên tâm sát với quỷ vào nhà, Lý Đức Hiền sẽ còn gặp phải họa miệng, dính bệnh tâm phúc, tài vận tan đi, sinh ly tử biệt, là tướng đại hung. Tôi không nói quá nhanh, Phùng Khuất vừa ghi, vừa liên tục nói tốt. Phùng Bảo và Phùng Quân thì mặt lộ vẻ hưng phấn, còn ở bên cạnh nói nhỏ, là tiên sinh, có mạnh tay thêm chút nữa được không? Tôi cười ngất, đương nhiên, tôi không thấy yêu cầu này của phùng bảo và phùng quân quá đáng cũng chẳng cảm thấy mình có gì ác cả nhà họ phùng không phải chỉ chết một hai người ngoài con trai và cháu họ của phùng chí vinh ra còn có bảy tám chục mạng người bị đẩy xuống sông dương trong vụ sụp lúng khu nhà họ cố cho dù lý đức hiện có mất mạng cũng không quá đáng gì cả chỉ có điều nếu dùng phương thức phong thủy khiến lão mất mạng tôi sẽ phải trả giá rất lớn mà còn chưa chắc đã thành công được ép được lão ra mặt xong nhà họ phùng tự khắc sẽ đi đối phó, lão đã ra ngoài sáng rồi, tôi cũng sẽ có càng nhiều biện pháp hơn. Hít sâu một hơi, mắt nhìn phùng khuất đã ghi xong, tôi lại tiếp tục nói, lại kiếm bốn gốc dâu, trồng ở bốn gốc của căn nhà này, cây dâu thông tan, nhà họ lý chẳng còn bao nhiêu người thân nữa, chỉ có mỗi một ông bác, bố cục tang tóc này sẽ không rơi lên đầu người khác. Lấy nhà ở làm thân, cho Lý Đức Hiện sớm làm đám tang sớm nhập thổ, đêm đêm kinh hải bất an sau khi trồng cây dâu xong thì xây bốn bức tường quay lấy căn nhà này phải cao hơn chỗ cao nhất của gian chính hình thành cục diện bao vây lý đức hiền chẳng phải thích danh lợi sao nhà bị vây chủ không phát mà lụi bại thêm việc quỷ gõ cửa âm không tan xuyên tim sát đủ để phế bỏ tay tứ trạch của lão ngừng một tí tôi lại suy nghĩ đôi chút nói nhà cửa tạm thời thế đã đi xem mộ bố mẹ lão tôi cũng chẳng phải định động vào mộ bố mẹ lão Lý Đức Hiền bất nhân bất nghĩa, không theo quy tắc đạo nghĩa, tôi chẳng có tâm địa độc ác như thế, chỉ là muốn xem xem khu mộ địa nhà lão có tướng tụ âm tụ khí để bảo vệ gia tộc hay không. Phùng khuất gấp rút hoàn tất ghi chép, rồi vội vàng đưa chúng tôi lên xe. Chưa đầy mấy phút, đã đến giữa thôn, gõ cửa một ngôi nhà. Lững thững bước ra mở cửa, là một lão già hói lên tận đỉnh đầu, chỉ còn một vành tóc bao quanh cũng đã thưa thớt lống đống bạc. Từ trên mặt lão già, tôi cũng có thể nhìn thấy tận mấy nét giống với lý đức hiền phùng khuất giải thích với tôi lão già chính là bác của lý đức hiền lý lão quan đồng tử mắt tôi hơi hơi co lại một chút lý lão quan có đôi mắt dài hẹp xương gò má cao vút môi mỏng tuổi tác tuy đã cao nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một bộ mặt gian dối hà khắc hơn nữa trên đầu mũi lão ta còn có một nốt ruồi sông nổi gồ lên nốt trùi sông nổi phòng mọc trên cung tài lộc đại biểu cho việc lão ta có tiền phi nghĩa ngay tiếp đó, Phùng Bảo liền xách từ trên xe xuống một cái vali nhỏ, hắn ông trên tay mở thẳng ra luôn, trong đó đỏ rực toàn tờ 100 tệ. Lý lão quan mắt sáng lên, liếm liếm mép, vội vã đỡ lấy cái vali. Tiếp đấy lão ta ông vào trong lòng, mặt cũng cười tươi như hoa, mấy vị khách quý, mấy vị đi theo tôi. Nói thật, tôi ngẩn cả người ra, lập tức nghĩ tới câu, người chết vì tiền chim chết vì mồi, lý lão quan thế mà lại dám nhận tiền để đưa chúng tôi ra mộ bố mẹ của lý đức hiền cái tướng có tiền phi nghĩa này ứng nghiệm cũng rất chuẩn vừa mọc nốt trùi son liền được nhận tiền của nhà họ phùng từ đây cũng có thể thấy lý đức hiền tuy thuộc phong thủy có thành tựu nhưng không hề để phúc cho người thân thậm chí cũng không bảo vệ hay dặn dò chút nào có thể thấy được lão trước đây căn bản không ngờ tới việc đối phó nhà họ phùng sẽ thất bại rất nhanh đã đến ngọn núi phía sau lý gia khẩu Lý lão quan hì hục đi đằng trước Còn hỏi tôi Thằng cháu lừa đảo của lão ta Làm thế nào mà đắc tội với nhà họ phùng thế Liên lụy cả đến bố mẹ già ở quê Xuống mồ còn phải chịu khổ Phùng khuất mới lạnh lùng hừ một tiếng Nói cầm tiền dẫn đường Đừng có hỏi lắm thế Nhà họ phùng cũng sẽ không đi đào mộ tổ nhà người ta đâu Sắc mặt của lý lão quan trở nên phức tạp hơn nhiều Nheo mắt lại Chật lưỡi một cái Nói đào lên cũng chẳng vấn đề gì tôi cũng vừa hay có thể giúp thằng em trai với con em dâu đáng thương của tôi đổi chỗ chôn tuy lý đức hiện nói đây là vị trí an táng tốt nhưng cái thằng súc sinh chó chết đấy tâm quá ác phùng bảo phùng quân và cả phùng khuất đều ngẩn ra mấy người đưa mắt nhìn nhau phùng quân thì bảo lý lão quan kể xem rốt cuộc là tình hình thế nào cũng vào lúc này chúng tôi đã đến lưng chừng ngọn núi phía sau nhà họ lý tim tôi hơi đập nhanh lập tức nhìn thấy có một ngôi mộ nằm ở một khoảnh đất trống trên sườn núi đằng sau mộ là sóng núi trước mộ dựng một tấm bia mộ trên bia khắc chữ lý đường kim cùng lý thị đồng tán hợp mộ phía dưới có mấy chữ nhỏ hiếu tử lý đức hiền lập càng quan trọng hơn nữa là trên ngôi mộ ở phía sau tấm bia lại đang có mấy chiếc lông vũ trắng trồi lên mặt tôi ngay lập tức biến sắc vụt bước đến trước tấm bia mộ nhìn ngôi mộ đó tôi mãi không nói được lời nào lẩm bẩm sao lại thế được cũng vào lúc này lý lão quang dưới sự thúc giục của phùng quân thở dài một tiếng nói cái thằng chó chết lý đức hiền bố mẹ nó còn chưa chết hẳn mà bị nó nhét thẳng vào quan tài chôn sống nó nói cái gì mà dù sao cũng chẳng sống thêm được mấy ngày nữa chôn ở chỗ này phong thủy đẹp để phúc bảo vệ con cháu đời sau đây là giết bố giết mẹ cơ mà lương tâm bị chó ăn mất rồi còn để phúc bảo vệ con cháu đời sau nổi gì nó mà cũng đòi mong nhà họ lý tốt lên à tôi hơi nheo mắt lại giọng nói có hơi khàn đi bảo chỗ này đích thị là một huyệt phong thủy thường phẩm lý đức hiền kế hoạch lớn thật hơn nữa tôi cũng khẳng định chỉ cần tôi động vào đây lão tuyệt đối sẽ thò mặt ra nhưng đồng thời tôi cũng thất kinh với thủ đoạn của lý đức hiền tâm của lão đã không chỉ là độc ác ở mức thường nữa ngọn núi phía sau lý gia khẩu này cũng là một ngọn núi lũng tuy tôi không nhìn thấy minh đường nhưng xung quanh lại có án đài thờ phụng Ngôi mộ này cũng dùng hình thức đảo trượng để hạ tán Càng quan trọng hơn, đây là chôn sống Lại còn là chôn sống vào trong huyệt nguồn của lũng long mạch Lợi dụng triệt để sáu chữ kia Tán giả, thừa sinh khí giả Thê ép người được chôn, hưởng sinh khí Lý lão quan lại dùng bộ dạng vô cùng ngơ ngác nhìn tôi Lão ta vẫn cứ lắc đầu, tôi nghĩ không thông Chôn sống bố mẹ, thì con cháu đời sau tốt kiểu gì được cũng chẳng nghe thằng chó chết Lý Đức Hiền đấy có con cái gì Sau này lương tâm nó không cắn dứt sao Ba người phùng khuất, phùng quân, phùng bảo cũng đều hơi có chút căng thẳng Ngơ ngác nhìn tôi, rõ ràng là đang đợi tôi giải thích Tôi im lặng chốc lát, khẽ thở dài một tiếng Nói, tán giả, thừa sinh khí giả Ý của nó là trong khu đất bằng thì sinh khí phân tán Trong long mạch thì sinh khí hội tụ Sườn núi lũng hoặc đỉnh núi chi Đều là nơi sinh khí hội tụ những nơi còn lại bèn là huyệt nguồn của các khu đất đấy cũng là huyệt cát của những nơi này chôn tại đây thì có thể hưởng sinh khí người xưa cầu vũ hóa thành tiên cũng chính là ý này chỉ có điều phong thủy sư thông thường chỉ biết một ý nghĩa bề mặt như vậy nếu như đem một loại thuật phong thủy nghiên cứu tới cực hạn hoặc là cơ duyên trùng hợp cũng có thể biết được hàm nghĩa thứ hai của câu nói này đó chính là chôn sống tôi hơi nheo mắt lại ánh mắt hướng vào lông vũ trắng bên trên ngôi mộ tiếp tục giải thích từng câu từng chữ người sống tuân theo nhị ngũ tinh khí càng bám vào dương gọi là thần nhị ngũ bám vào âm thì là cốt có thần có cốt thì có khí thở lúc hạ tán chỉ cần người còn có khí vào trong huyệt nguồn liền sẽ khiến dương khí và âm khí của long mạch điều hòa nuôi dưỡng xác chết nhất khí sinh vạn khí có được xác vũ hóa phụ mẫu vũ hóa tử nữ đăng thiên lý đức hiền chôn sống bố mẹ xác cốt bố mẹ lão có thể trăm năm ngàn năm không thối rửa, lão cũng sẽ được thêm đại khí vận lên người, cuộc đời bình ổn. Nếu như không xử lý ngôi mộ ở đây, những biện pháp tôi định dùng đối phó với Lý Đức Hiền ban nãy cũng sẽ chẳng có chút tác dụng gì. Chỉ một tí chút âm khí, không thể làm tan sinh khí chìm nổi ở đây được đâu. Tôi vừa nói xong, mặt ba người đứng cạnh đều biến sắc. Có điều chẳng ai dám mở lời trước, Phùng Bảo nhìn tôi một cái, lại liếc ngôi mộ một phát, ánh mắt có vài phần dò hỏi. Lúc này tôi cũng đang do dự, rốt cục có đào mộ lên hay không? Nhưng đúng vào lúc này, lão lý lão quan kia lại nhổ một bãi đầm lên khoảnh đất trống bên cạnh, chửi rằng ai mà thèm cả trăm năm nghìn năm không thối rửa. Thằng em thứ hai với con em dâu này của tôi đều là nông dân thật thà, sống sờ sờ ra vẫn còn chưa chết mà đã bị Lý Đức Hiền chôn sống. Tôi không có gan nói gì, nhà họ Lý tôi cũng chẳng còn họ hàng gì khác, đành để mặc cho Lý Đức Hiền bất hiếu xác chết này đều sắp bị nó làm cho thành yêu tinh núi rồi mà còn không thối rửa. Hơn nữa, nó dựa vào đâu mà đòi hưởng đại khí vận. Dựa vào việc nó lúc nhỏ không học hành tử tế, đến lớn thì giết bố mẹ sao? Ở thắt lưng Lý Lão quan có một cái quốc chim, lão ta lôi luôn xuống, mồm vừa chửi bới vừa bước lên trước đào mộ. Mí mắt tôi giật điên cuồng, tim cũng đập thình thịch không ngừng. Có điều, tôi không hề đi ngăn cản Lý Lão quan Đồng thời, trong lòng tôi cũng càng thêm khinh bỉ lý đức hiền. Lão có một thân đầy thuộc phong thủy, nhưng từ đầu đến cuối đều không dùng vào việc thiện. Cho dù là chôn sống có thể bảo hộ gia tộc, nhưng từ cổ chí kim thực sự được đem ra dùng thì chẳng được sự sách ghi chép mấy lần. Vương hầu tướng lĩnh thay đổi không ngừng, phải có biết bao nhiêu phong thủy sư từng xuất hiện trên thế gian. Tại sao lại không thúc đẩy chôn sống phát triển? Đấy là bởi vì chôn sống quá tàn độc. Kể cả là những vương hầu tướng lĩnh này muốn sau khi chết được vũ hóa, cũng tuyệt đối nằm vào trong quan tại khi còn sống, càng đừng nhắc đến việc muốn con cái đi chôn sống bố mẹ. Chắc chắn như thế cũng sẽ nhận được sự oán hận lúc sắp chết của bố mẹ, bị người thân căm ghét không thôi. Những gì trên người Lý lão quan đều đã có thể phản ánh tất cả những điều này. Lão ta căn bản không để ý đến cái gọi là để phúc cho gia tộc. Thà phá bỏ bố cục phong thủy này cũng không để cho loại người tâm địa độc ác như lý đức hiền được hưởng khí vận phùng bảo và phùng quân vốn định lên trước giúp một tay tôi ngăn hai người đó lại dùng giọng nói hơi khàn khàn bảo phá mộ sinh khí phải để cho người thân động tay thì hai xác chết vũ hóa ở trong mộ mới không tác quái nếu không tôi cũng chẳng biết xác xác này sẽ hung dữ tới mức nào hai người họ sắc mặt mới nghiêm lại trên trán cũng rịn mồ hôi lý lão quan tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe nửa tiếng sau, ngôi mộ đã bị đào lên. Bên trong có một cổ quan tài màu đỏ. Trên mặt quan tài có điêu khắc hình rồng phượng, nhìn trông rất có tướng quý phái. Cũng vào lúc này, đột nhiên nắp quan tài phát ra một tiếng cạch nhẹ. Cả cổ quan tài, đột ngột bị vỡ ra. Lý lão quan đứng im không lùi lại tránh né. Đồng tử mắt tôi có mạnh, nhìn chầm chầm vào cổ quan tài bị vỡ. Sau khi ván gỗ rơi ra bên cạnh sông, Tôi mới nhìn thấy hai xác chết bên trong. Xác nam trông trẻ hơn Lý lão quan chút ít, cũng phải ngoài 70 tuổi, xác nữ thì bộ dạng tầm 6, 70 tuổi, hai cái xác trông sinh động như còn sống, không hề có chút hiện tượng thối rữa nào. Thậm chí trên đầu tóc và trên mặt bọn họ còn mọc lông vũ trắng, cùng với cả lông nhung màu trắng mịn. Đây hoàn toàn khác với thứ lông trắng đầy u ám của bạch xác. Trên người xác chết này tràn đầy toàn là sinh khí. Lý lão quan quỳ xuống mặt đất, nước mắt giàn giụa chú hai thím hai cái thằng bất hiếu đấy đắc tội với nhà họ phùng trong thành phố giờ có người tới tính sổ với nó rồi kiếp này nó không học sống cho tử tế bị trừng trị cũng đáng đời anh đưa chú thím về chôn lại trong khu mộ của nhà họ lý chúng ta nói xong lý lão quang đứng dậy lão lau bỏ dòng lệ đùng đục trên mặt hỏi mấy vị khách quý có còn yêu cầu gì nữa không nếu không còn gì nữa tôi về trong thôn tìm mấy người tới khiên xác chết đây. Phùng khuất nhìn sang tôi. Tôi lắc lắc đầu, nói một câu không có việc gì nữa. Tiếp đấy, tôi liền quay người, bước xuống núi trước. Ba người kia cũng vội vã theo tôi xuống núi. Lúc này Phùng Bảo mới rụt trè hỏi tôi một câu, rằng thế này xác định là không có chuyện gì rồi chứ, nhỡ mà xác chết bị chôn lại xuống thì làm sao? Có cần thiêu luôn cho hết chuyện không? Tôi liếc hắn một cái, nói xác chết vũ hóa, chẳng ai thiêu nổi bọn họ không gây loạn đấy là bởi vì không muốn đồng ý đi theo lý lão quan đây cũng là do bản thân lý đức hiền không tích đức đến một ông bác duy nhất còn lại cũng không muốn giúp lão thậm chí còn khinh ghét lão đấy là cái nghiệp do chính lão gây nên phùng bảo nghe vậy mới gật đầu ra vẻ nghĩ ngợi tôi cũng giải thích thêm đôi câu rằng huyệt mộ này bị phá xong thì không phải cứ chôn vào lại là có tác dụng được nữa bọn họ lúc này mới hoàn toàn yên tâm về lại trong thôn lên xe sau đó phùng khuất liền lái xe rời đi còn về những việc mà tôi dặn kia hắn đã ghi chép rõ ràng vào sổ đợi về sẽ bẩm báo lại với phùng chí vinh tôi ở lại nhà họ phùng một ngày chờ tin tức mộ bố mẹ lý đức hiền bị đào nhà cửa bị tôi tính toán gài bẫy tôi cảm giác lão chắc chắn sẽ có phản ứng nhưng không ngờ rằng nguyên cả một ngày cho tới lúc trời tối hẳn nhà họ phùng đã sắp xếp người đi tới bên ngoài nhà lão khởi công mà vẫn chẳng có vết tích gì của lão cả việc này khiến tôi không khỏi nghi ngờ lẽ nào lý đức hiền không còn ở trong thành phố nội dương nữa sau hôm ở nhà họ cố đó lão liền trốn đi tránh bão luôn không biết tình hình ở thành phố nội dương nếu như vậy thì lão phải đợi đến lúc bị báo ứng lên trên người mới phản ứng lại được trong quá trình chờ đợi tôi cũng liên tục nghiên cứu hai quyển trạch kinh và cốt tướng Âm sinh cửu thuật đã hoàn toàn hiểu thấu Trải qua thời gian tầm long điểm huyệt này Khả năng lý giải của tôi đối với trạch kinh cũng cao thêm không ít Cốt tướng có tiến bộ chút ít Lúc đọc sách tôi cũng có chút cảm thụ Hơn nữa tôi cũng đắm chìm trong tư duy của bản thân Qua hết giờ tí ngày mai Ngày cắt âm của bố tôi coi như đã qua rồi Tôi có thể vào thôn Ngày mai tôi phải chuẩn bị trước Đi tìm trần mù Lần này về nhà tôi phải làm tận mấy việc liên phải xem bà nội đã điều tra ra nguyên nhân cái chết của bố tôi chưa? Ông nội tôi vẫn còn làm móng đường ở đầu thôn, tôi phải đào ông ra, an táng tử tế. Và trên người ông nội còn một trang sách bị thiếu của Trạch Kinh, trang sách này có thể giải quyết ẩn họa của việc trâu sắt dưới sông đâm vào đập. Quan trọng nhất là, phải tiễn mẹ tôi đi đầu thai. 22 năm rồi. Tuy rằng mẹ đi theo tôi, có thể cứu mạng tôi vào thời khắc quan trọng. Nhưng tôi cũng không thể ích kỷ như thế Mẹ lẽ ra phải được yên nghỉ từ lâu rồi Tiếng rung của uy chát hoàn toàn khác với kiểu rung của cuộc gọi đến Tôi mò điện thoại ra Trong lòng có chút hỗn loạn và căng thẳng Có điều khi nhìn thấy không hề có thông báo tin nhắn mới Mà chỉ là một lời mời kết bạn Lập tức khiến lòng tôi hơi có chút hụt hẫng. Đồng thời tôi cũng có chút nghi hoặc Tôi chẳng đưa số điện thoại của mình cho mấy người Ai lại thêm uy chát của tôi được mở lời mời kết bạn kia ra tôi nhìn một cái đầu mày nhíu chặt lại người gửi lời mời kết bạn với tôi kia hình đại diện là một cái hình bát quái người cùng nghề tôi càng chẳng cho người cùng nghề nào số điện thoại cả giây phút đó tôi liền thấy có chút hoài nghi người này chẳng lẽ là lý đức hiền tôi không đồng ý kết bạn mà từ chối luôn nếu đúng là lý đức hiền thật thì tôi không muốn phải nhiều lời với lão lão chỉ giỏi gây sự chẳng có gì tốt đẹp cả tất cả đều đã được sắp xếp thỏa đáng cứ ngồi yên đợi lão ló mặt ra là được nhưng chẳng được mấy giây lời mời kết bạn kia lại được gửi tới bên dưới còn có một lời nhắn kèm theo cậu là môn đệ của thiết khẩu kim toán tim tôi đập đánh thịt một cái về chuyện của trương cửu quái ngoài lưu văn tam biết trần mù biết ra thì chẳng còn ai khác biết nữa bao gồm cả lý đức hiền lão cũng tuyệt đối không biết tôi lập tức bấm chấp nhận tiếp đấy tôi nhắn lại một tin anh là ai phía bên kia hiển thị đăng nhập tin nhắn có điều qua tận mấy phút mới có một tin nhắn gửi lại sư phụ của cậu trương cửu quái nợ tôi một quẻ thầy cũng như cha cậu phải thay tôi bói một quẻ anh từ đâu mà biết được tôi tôi lại gửi một tin nhắn qua bên kia chỉ trả lời một tin tôi sẽ tới tìm cậu tiếp đấy tôi gửi một dãy hình biểu cảm nghi vấn Đối phương đều không trả lời nữa. Tôi thấy ngẩn cả người ra, lẽ nào là Lưu Văn Tam hay Trần Mù kể về tôi với người khác? Cũng không thể có chuyện đó được. Nhưng ngoài lý do này ra, tôi chẳng nghĩ ra được còn ai sẽ đi nói chuyện của tôi nữa. Còn nữa, Trương Cửu Quái nợ kẻ đó một quẻ. Tuy rằng tôi vẫn chưa thấy xác chết của Trương Cửu Quái, cũng vẫn chưa làm theo lời trong di chúc của ông ta, hành lễ dập đầu bái sư. Nhưng tôi đích thực đã kế thừa cốt tướng kế thừa kim toán bàn đúng thật đã coi như là đệ tử của ông ta trong tướng thuật coi trọng định luật nhân quả ông ta nợ người khác một quẻ thật thì tôi phải đi bói thầy cũng như cha còn nửa câu sau kẻ đó không nói cha nợ con đền đương nhiên tôi không thể nào coi trương cửu quái như bố tôi được mà thôi cũng chẳng còn tâm trí xem sách nữa tôi tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi trước lúc ngủ say tôi vẫn còn vô thức đưa tay lên sờ xương dịch mã của mình trên tướng mặt chỉ nhìn lướt qua trong chớp mắt không nhìn ra được vấn đề gì. Sờ lên thì rõ ràng cảm nhận được xương dịch mã vẫn đang lúng xuống. Trên người tôi vẫn còn có chuyện chưa được ứng nghiệm, tôi đến cả ngủ, cũng đều trở nên cẩn trọng. Nguyên một đêm, chất lượng giấc ngủ của tôi chỉ ở mức tâm tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tôi tỉnh dậy, liền đi cáo từ với Phùng Chí Vinh. Phùng Chí Vinh đang nghe chuyện trên TV Audio CV không giữ tôi, chỉ nói để Phùng Khuất đi lái xe cho tôi, rồi lại cho Phùng Bảo và Phùng Quân đi theo bên người tôi, để phòng lúc cần đến. Dù gì tôi cũng chỉ là một vị tiên sinh, nhìn trong thân thủ chẳng được bao nhiêu. Tôi do dự một chút, nói Phùng Bảo với Phùng Quân thì thôi, chuyện tôi cần đi làm không mấy an toàn, có điều có thể để Phùng Khuất lái xe, chắc cũng chẳng phiền phức lắm. Phùng Chí Vinh cũng không ép buộc, liền cho Phùng Khuất đưa tôi đi vì việc này nhà họ phùng còn đổi riêng cho tôi một chiếc xe jeep tiện dụng khi vào thôn làng vùng núi phùng chí vinh đích thực là một người thông minh lúc trước tuy tôi không nói gì nhiều nhưng chỉ đôi ba câu ông ta chắc đã đoán ra tôi định về thôn thậm chí phùng chí vinh còn ra tận cổng tiễn tôi trước khi đi tôi dặn ông ta một câu nếu như lý đức hiền xuất hiện thì chỉ cần phòng thủ chặt những kiến trúc phong thủy mà tôi dặn kia là được bắt gặp lão thậm chí có thể tóm luôn để đề phòng bất trắc, người nhà họ Phùng cần chú ý an toàn, khu mộ viên cũng phải có người canh chừng từng giây từng phút. Phùng Chí Vinh biểu thị đã rõ, một khi có vấn đề, ông ta cũng sẽ lập tức liên lạc với tôi. Tôi lúc này mới bảo Phùng Khuất lái xe rời đi. Lên đường đi về phía đường hàng giấy. Hơn 9 giờ, lúc đến phía ngoài đầu đường hàng giấy tôi liền xuống xe. Cảnh hoang tàn đập vào mắt, khiến tôi cảm thấy giật mình. Một con phố bán đồ tang lễ đang yên đang lành, giờ bị cháy thành một đám đen xì đổ nát. Bản thân đường hàng giấy phần nhiều đều là những vật phẩm làm tang lễ như quan tài, hình nhân, nhà cửa còn là loại nhà cấp 4, xà nhà toàn bằng cây gỗ nữa. Làm sao chống được lửa lớn? Lão Lý Đức Hiền này, đúng là thứ không ra gì. Phùng Khuất đứng bên cạnh chửi một câu. Tôi vội vàng bước vào phía trong đường hàng giấy. Đợi đi tới cuối đường, chỗ vị trí căn âm hồ trạch của Trần Mù, tôi mới hơi thở vào được phân nữa âm hồ trạch đích thực bị đốt cháy gần hết, từ phía ngoài đều có thể nhìn thấy cả hậu viện. Trần Mù bày một cái linh đường ở giữa hậu viện, dùng lá chuối tây dựng thành một cái giá đỡ, ở giữa linh đường đặt hai cổ quan tài. Một cổ quan tài lớn, dài tầm một mét tám, một cổ quan tài nhỏ, chưa tới nửa mét. Quan tài mẫu tử đặt chồng lên nhau. Bên cạnh quan tài còn đặt một cái bọc. Có điều, thứ khiến lòng tôi có chút buồn là cái xe ba bánh rách nát của trần mù bị cháy chỉ còn lại cái khung xe không ngao sói nằm bò bên cạnh cái xe ba bánh hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi xong liền đứng dậy vẫy đuôi chạy lại phía tôi chú trần tôi gọi trần mù một tiếng lão lúc này mới lững thững đứng dậy đã mấy ngày trôi qua trần mù rõ ràng cũng hồi phục lại không ít nhìn trông không khác gì so với trước chú tính thời gian mai là đến ngày rồi đúng không Trần mù bước đến vị trí chắc là gian chính lúc trước của miệng hồ lô, tôi với lão mặt đối mặt. Tôi gãi gãi đầu, phải phiền chú đi với cháu một chuyến, triều dương trạch, đành phải đợi sau khi chúng ta về lại mới xây được. Trần mù ư một tiếng, sau đó nói, phải đưa Thanh Nhi với Viễn Quy đi cùng, quan tài đặt ở nhà mày, chú mới yên tâm. Tôi cũng không do dự nhiều, Trần mù làm việc chắc chắn có kế hoạch, liền lập tức gật đầu luôn. Phùng khuất thì đi ra phía ngoài, tìm người đến khiên quan tài. Tuy đường hàng giấy đã bị hủy, nhưng cũng có một số người đang dọn dẹp đóng đổ nát. Rất nhanh, quan tài đã được khiêng lên xe. Tôi nói với Trần Mù, giờ tí mới đến giờ. Nếu như lão không có việc gì, tôi định bây giờ về thôn luôn. Chúng tôi đợi ở ngoài cổng thôn, hết giờ tí một cái thì lập tức vào thôn. Trần Mù chăm một điếu thuốc lá cuộn, lão hỏi tôi một câu, mày không gọi Lưu Văn Tam à? Đồng thời, lão cũng đưa cho tôi một điếu tôi chăm thuốc bập một hơi rồi mới nghiêm túc nói chú văn tam vừa mới được cả nhà đoàn tụ hơn nữa ban đầu chú ấy từng nói chú ấy chỉ có thể quản chuyện ở dưới nước chuyện ở trên bờ như thế này chú ấy cũng chẳng quản được cháu đã nghĩ rồi hay là không gọi chú ấy nữa có nguy hiểm gì chúng ta có thể ứng phó chú ấy cũng chẳng giúp được gì nhiều trần mù gật gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng chú không sao mấy hôm nay cũng vẫn cứ đợi mày nếu đã thế thì xuất phát luôn sau khi lên xe, Phùng Khuất liền lái thẳng xe đi về hướng thôn Tiểu Liễu. Trên đường đi, trong lòng tôi căng thẳng một cách lạ thường. Nhoáng một cái, tôi rời khỏi nhà đã được 7749 ngày. Tất cả vẫn giống như mới phát sinh ngày hôm qua vậy. Thời gian đi đường tốn mất tầm hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến cổng thôn Tiểu Liễu. Tôi đặc biệt dặn dò, bảo Phùng Khuất không được vào trong thôn. Xuống xe ở chỗ cổng thôn, đứng trên con đường thôn tôi vươn vai thư giãn gân cốt. Vô thức, tôi nhìn quanh bốn phía một lượt, trong lòng lại có một cảm giác kích động mãnh liệt. Hơn nữa trên người, còn có tiếng rẹt rẹt phát ra. Tôi nhanh chóng lấy định la bàn ra. Thứ phát ra âm thanh, hóa ra chính là kim chỉ của định la bàn. Tôi nhìn chầm chầm vào kim chỉ. Nó sau khi chuyển động nhanh mất mấy giây, thì liền hình thành kim đối, chìm nổi lên xuống cuối cùng chọc lên trên thành kim nổi kim chỉ gần như có hiện tượng nhảy ra khỏi la bàn kim nổi có hai loại ngụ ý một là có phúc thần hộ pháp bảo địa long mạch hoặc là nhà phong thủy đặc thù thì mới xuất hiện loại còn lại thì là thiện âm thiện âm đại biểu cho người đã khuất của nhà mình tôi mím môi cúi đầu nhìn xuống mặt đường thôn lập tức cũng đã rõ nguyên nhân khiến mình thấy kích động chỗ này là cổng thôn ông nội tôi đang ở dưới chân tôi. Ngao sói cũng xuống xe, nó nhìn trái ngó phải, cuối cùng hướng xuống dưới mặt đất nhe nanh gầm gừ, còn dùng vuốt cào mạnh xuống đất. Nền đất bằng bê tông, nó làm sao mà cào ra được? Phản ứng của la bàn và ngao sói là một cách chứng minh cho tất cả. Vị trí có thể còn cần bà nội tôi tới xác định, nhưng đại để tuyệt đối là nằm trong phạm vi khu vực này. Cửa xe để mở, trần mù thì ngồi ở vị trí sát cửa xe, thông thả hút thuốc lá cuồng phùng khuất cũng rất ngoan ngoãn chẳng hỏi một câu nào cứ yên tĩnh ngồi chờ thôn tiểu liễu của chúng tôi nhỏ hơn rất nhiều so với thôn liễu hà của lưu văn tam có điều chỗ này gần thành phố nội dương hơn rất nhiều thanh niên đều vào trong thành phố làm thuê giờ này vẫn còn không ít người ra ra vào vào cũng có một số dân thôn dậy sớm vào trong thành phố bán hàng quay về khi bọn họ đi qua cổng thôn để vào thôn đều ngạc nhiên nhìn tôi sau đó cúi đầu ghé tai rì rầm cũng chẳng biết đang bàn luận cái gì đặc biệt là ngao sói còn dọa sợ tận mấy người dân thôn khiến bọn họ đi vòng cách rõ xa đối với cảnh tượng này tôi thực ra đã vô cùng quen thuộc rồi trước đây bao nhiêu năm tôi ở trong thôn dân thôn đều đối xử với tôi bằng thái độ này trong mắt bọn họ tôi là một đứa âm sanh tử là thứ tai họa hại chết bảy mạng người nhà thợ mổ lợn chẳng ai dám đắc tội với tôi đại bộ phận người đều không muốn nói nhiều với tôi dù chỉ là vài câu chỉ trừ những gia đình được bà nội giúp đỡ âm linh là thái độ tốt một tí, ví dụ như nhà trưởng thôn của thôn Tiểu Liễu. Đối với chuyện này, tôi đã quen từ lâu, dù gì bao năm nay tính cách tôi hướng nội cũng là do nguyên nhân này gây nên. Cúi đầu nhìn xuống la bàn, tôi thử đi xác định phương vị một chút. Vốn nghĩ rằng tôi chỉ cần thông qua kim nổi là có thể tìm được chuẩn xác phạm vi vị trí của ông nội, kết quả là cả một khoảng đường ở đầu thôn, kim nổi đều gần như nhảy cả ra ngoài căn bản không cách nào xác định được. Thử mãi tận hơn một tiếng đồng hồ, tôi cũng đành bỏ cuộc. Cũng vào lúc này, phía ngoài thôn lũ lượt có rất nhiều xe đi vào, chiếc này nối tiếng chiếc kia, đều là xe tải nhỏ, có cái chở bàn ghế, có cái chở bát đổ đồ dùng nhà bếp, và còn rất nhiều rau quả nước ngọt. Tôi ngẩn ra một cái, nhà nào sắp có cổ thế. Khí thế hoành tráng thế này, chắc là đủ để mời cả thôn rồi. Một giọng nói đầy vui mừng truyền vào trong tai. La thập lục Một chiếc xe vẫn còn chưa dừng lại Cửa xe đã bị mở ra Một thằng nhóc béo mập nhảy từ trên xe xuống Hưng phấn chạy đến trước mặt tôi Em nghe nói anh ở trên sông Dương Theo người vớt xác Lưu Văn Tam đi làm Anh thập lục anh lợi hại nha Gan to thế Thằng nhóc mập này Chẳng phải là cháu trai của trưởng thôn Trần Tiểu Bàn đó sao Tầm 12-13 tôi Cao đến vai tôi Cắt một cái đầu đinh tròn vo Thịt trên mặt cứ nung nút ra nhìn thấy người quen trong lòng tôi cũng cảm thấy thân thiết hơn nhiều véo cái mặt béo của nó một cái cười ha hả trả lời thì cũng phải đi kiếm miếng ăn chứ trần tiểu bàn cười hê hê nó nhìn tôi từ đầu đến chân chật chật hai tiếng anh thập lục bộ đường phục này khí thế thật anh về cũng khéo thật trong thôn đang lễ tổ đấy con trai thợ mộc lưu từ tỉnh ngoài về rồi buôn bán làm ăn to vải tối mai bảo mời cả thôn đến ăn cơm Nghe đến ba chữ thợ mộc lưu, mặt tôi hơi biến sắc. Tuy rằng rời khỏi thôn đã 49 ngày, nhưng tất cả đối với tôi mà nói đều chỉ như mới diễn ra hôm qua. Khi đó lúc Trần Tiểu bạn đến thông báo với tôi, bố tôi ngã xuống sông, tôi đến cổng thôn xuống nước định vớt xác bố tôi lên. Chính là thợ mộc lưu dẫn đầu, nói bố tôi sắp thành quỷ quái rồi. Cũng lão là kẻ đầu tiên dùng sào tre đập tôi. Sau đó tất cả người trong thôn mới đánh tôi. Nhục mạ xác chết của bố tôi khiến bố không lên được bờ. Tôi hơi nheo mắt lại, lúc này tâm trạng rất phức tạp. Lúc đó tôi rất hận thợ Mộc Lưu, tôi cho rằng bố tôi thành thụ thi, đều là do bọn họ đánh với chửi gây nên. Phải tôn trọng người chết, vậy mà bọn họ lại ăn hiếp xác chết của bố tôi. Nhưng sau đó đi với Lưu Văn Tam lâu rồi tôi mới hiểu, thụ thi là do có oan khuất, tôi đưa bố tôi lên bờ, đích thực sẽ có chuyện. Bọn họ ngăn tôi, cũng không phải không có lý khả năng bởi sự kém hiểu biết của tôi mà sẽ hại đến rất nhiều người trong thôn. Chỉ có điều đối với tôi mà nói. Đấy là bố tôi. Bởi vì thợ mộc lưu mà bị người ta nhổ nước bọt rồi đái lên, tôi làm sao có thể thực sự hoàn toàn bỏ qua được. Trần Tiểu Bàn, mày nhanh vào thôn đi, cẩn thận không tí nữa lại bị ông nội mày đánh điếc. Tôi hít sâu một hơi, kéo mạch suy nghĩ về, không nói tiếp nữa. Trần Tiểu Bàn hơi có chút ngạc nhiên nhìn tôi, thằng nhóc mập này rất thông minh, cũng chẳng hỏi thêm gì khác. Chỉ nói một câu, "Anh thập lục, anh không vào thôn à?" "Anh còn phải chờ lúc nữa, qua giờ tí mới vào thôn được." Tôi trả lời. "Tại sao?" Trần Tiểu Bàn mặt tỏ vẻ không hiểu. Chiếc xe vừa nãy nó nhảy xuống, đã từ từ đi vào bên trong thôn, mắt nhìn đã sắp đi qua cây cầu bắc qua sông Tiểu Liễu rồi. Có một giọng gào gân cổ vang lên. Trần Tiểu Bàng Lên xe mau Trần Tiểu Bàng lúc này mới vội vã vào trong thôn Tôi lại nhìn chầm chầm vào cây cầu bắc qua sông Tiểu Liễu Xuất thần hồi lâu Lưu Văn Tam vớt bố tôi lên chính từ chỗ đó Còn trấn sát cho bố Hít một hơi thật sâu Tôi bước lên xe ngồi xuống cúi đầu yên lặng chờ thời gian trôi qua Tôi chẳng nhìn gì hết Chỉ ở đó nhắm mắt định thần Cho tư duy tỉnh lại Thời gian vụt trôi Trời đã gần tối Lúc hơn 8 giờ, bà nội gọi điện cho tôi, nói tôi có về cổng thôn thì cũng đừng về sớm thế, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì thành công cốc hết. Tôi nói với bà nội rằng tôi không đợi nổi, thêm nữa, tôi chỉ cần không vào thôn trước thì có vấn đề gì được. Lúc này tôi thực chất cũng không nhịn nổi nữa, liền hỏi bà nội, bà đang điều tra chuyện của bố tôi, rốt cuộc điều tra thế nào rồi? Hung thủ khả năng là ai? Nhưng bà nội lại im lặng không nói. Bà bảo tôi đừng hỏi thêm những chuyện này Cứ ngoan ngoãn đợi ở ngoài thôn là được Nếu như bà nói ra rồi Sợ là tôi không đợi được đến sau giờ tí Đã vội vào thôn thôn rồi Tôi tắt điện Nói chuyện vài ba câu đơn giản Đột nhiên vọng lại tiếng sủa của ngao sói Nó đang ở phía dưới xe nhe nanh nhìn về phía cổng thôn Đôi mắt đỏ quạt Tôi vội vã xuống xe Kết quả liền nhìn thấy Từ phía bờ bên kia sông Tiểu Liễu Có một đám đông người đang đi ra người dẫn đầu soi đèn pin ánh đèn hỗn loạn chói mắt bọn họ dường như còn cố ý chiếu lên mặt tôi vậy tận mấy người cầm đèn pin quét qua chiếu khiến tôi đau cả mắt tôi đưa tay lên che mới cảm thấy đỡ hơn chút chật chật tao còn tưởng nghe nhầm nữa chứ đều bảo là la thập lục ra ngoài kiếm ăn rồi bám được thằng người vớt xác ở thôn liễu hà sinh viên đại học đàng hoàng không đi làm thì chớ lại học đòi cái mụ già chết dẫm ở nhà đi ăn bát cơm người chết không ngờ lại còn về thôn tiểu liễu. Giọng nói này có lẫn chút giọng việc đực, tuổi tác cũng không nhỏ nữa. Tôi che ánh đèn, Nheo mắt nhìn qua kẻ ngón tay, lúc này mới nhìn rõ, bước đến gần trước mặt tôi, là một đám dân thôn tuổi tác đều trên 40 đến tầm 50 tuổi. Kẻ dẫn đầu trông rất quen. Hóa ra chính là thợ Mộc Lưu. Lão cao tầm 1m7, gầy như cây sào, trên mặt cũng như da bọc xương, gò má cao đến phát khiếp, trong mắt cũng hơi lõm sâu xuống có điều nhìn trong thần sắc của thợ mộc lưu rất là bành trướng đắc ý trăm phần trăm là vì sự nghiệp của con trai lão có thành tựu lúc này lão mặc một cái áo lông vũ màu đỏ đậm cũng rất ra vẻ nhà có việc mừng theo sau lưng lão cũng gần như đều là đám dân thôn làm cùng lão lòng tôi hơi trầm xuống mấy phần lão thợ mộc lưu này rõ ràng là đến gây sự đã đến gần như vậy rồi mà đèn tin vẫn còn chiếu thẳng lên mặt tôi thợ mộc lưu tôi không đắc tội gì với ông ăn nói không cần phải như chém chả thế con trai ông ngon rồi thì cũng đâu cần phải lấy la thập lục tôi ra để đùa cật chứ rõ ràng thợ mộc lưu đã uống say bét nhè ra rồi tôi quá rõ cái đám người này trong thôn uống say xong thì bộ dạng thế nào đi khắp nơi bốc phét bày trò ánh đèn pin đột nhiên một phát tập trung hết lên mắt tôi thợ mộc lưu bất thình lình mặt ghé sát đến gần chạm vào mặt tôi đùa cợt Hôm nay tao cứ lấy mày ra để đùa cợt đấy Cái đứa âm sanh tử như mày Ngày vui thế này Không thể để cho cái loại cướp chuột như mày làm hỏng hết được Lão một phát túng lấy cẳng tay tôi Đau đến mức tôi suýt xoa hít một hơi Đồng thời Tướng mặt của lão cũng trở nên vô cùng hung tận Trợn trừng trừng nhìn tôi Cái ánh mắt uy hiếp ấy Giống như muốn giết người vậy Rất nhiều người trong thôn Thái độ đối với tôi và bà nội Đều chẳng ra gì Nếu không, cũng đã chẳng có bao nhiêu người nói bà nội tôi là thứ tàn dư của xã hội phong kiến, là thứ mê tín chưa bị phá bỏ của tứ cựu rồi. Đời này tôi cũng rất hiếm khi xung đột với người khác. Cái chết của nhà thợ mổ lợn khiến tôi không muốn bởi vì những xung đột này mà hại chết người khác. Tôi cũng nhìn chầm chầm thợ mộc lưu. Vốn dĩ đối với lão, trong lòng tôi còn đè nén một nỗi oán hận. Mắt nhìn đã sắp bộc phát ra rồi cùng lúc này những người khác bên cạnh lão cũng say khước chửi bới rằng la thập lục mày là màu cái nổi gì mặc một bộ đường phục đứng ở cổng thôn để tế mộ cho ai làm cho thôn mất mặt khó chịu à biết điều thì cút ra khỏi thôn mau lại còn thuê xe về mày tưởng thế này là sẽ có người nhìn mày vừa mắt à cũng là đứa tốt nghiệp đại học mà mày sao càng sống càng chẳng ra gì thế đèn pin trong tay những người đó cũng chiếu loạn xạ lên mặt tôi làm mắt tôi khó chịu từng đợt, còn có chút quán gà. Tôi tức đến sắp nổ phổi, giọng vừa khàn vừa khó nghe, nói một chữ cút. Sau đó tôi mới lạnh băng nói, không muốn bị giống như nhà thợ mổ lợn, thì tốt nhất đừng có đến gây sự với tôi. Tôi vừa mới dứt lời. Lập tức đám người đó sắc mặt trở nên khó coi, không dám nói gì nữa. Nhưng đèn pin trong tay bọn họ vẫn cứ chiếu vào mặt tôi không chịu dịch chuyển. Cùng lúc này, Đột nhiên từ trên xe vọng lại tiếng của Phùng Khuất Là tiên sinh, cậu tránh ra chút Đúng là núi nghèo sông ác sinh dân cuồng Tôi mới gà gật có tí Mà đã có đứa đến gây sự với cậu rồi à Tôi lập tức né người ra khỏi đầu xe Tạch Ánh đèn pha chói mắt đột nhiên sáng lên Bất thình lình lại thêm một tiếng còi nhức ốc vang lên Đám người thợ mộc lưu bị chiếu cho vội che mắt lại Mồm thì vẫn tiếp tục chửi bới Phùng khuất vẫn chưa ngừng lại đột ngột tiếng khởi động động cơ xe vang lên xe lao vọt lên trước tận mấy mét dọa cho đám người thợ mộc lưu sợ đến hồn phách đều bay ra ngoài hét ầm lên rồi lùi chạy tán loạn xe lúc này mới dừng lại mấy người thợ mộc lưu đỡ nhau bò dậy bộ dạng đừng hỏi lôi thôi lết thết đến mức nào đèn pin rơi đầy đất quần áo cũng bị cha trách không ít lông vũ bay đầy trời bọn họ còn chưa đứng vững ngào sói vốn dĩ đang nhe nanh nhe lợi cũng lao vút về phía bọn họ phát này đám người thợ mộc lưu đúng là bị dọa cho mất vía hoảng loạn chạy vào trong thôn vừa chạy còn vừa chửi bảo tôi chặn chó lại nếu làm chết người thì tôi cũng chẳng thoát được trong chớp mắt đám người thợ mộc lưu đã mất hút lúc này tôi ngược lại chẳng phẫn nộ mấy nữa thậm chí còn cảm thấy tức cười câu nói đó của phùng khuất rất thẳng thừng núi nghèo sông ác sinh dân cùng đối phó với cái kiểu đó của bọn họ cũng chỉ có duy nhất cách đánh mạnh nếu không, sẽ chỉ khiến bọn họ càng được đà lớn tới. Thập lục, mày đừng đi lên trước nữa, lên thêm tí nữa, là vào trong thôn rồi. Đột nhiên, Trần Mù bước từ trên xe xuống. Lão nhau mắt nhìn về phía cổng thôn. Lúc này, tôi mới phát hiện, chỗ cổng thôn hóa ra bắt đầu có sương mù nổi lên. Trong nháy mắt, sương mù đã trở nên rất lớn, rất dày đặc. cúi đầu xuống nhìn thời gian, lúc này, hóa ra đã đến 10 rưỡi rồi. Phùng khuất cho xe lùi lại một chút, tôi với Trần Mù đều đứng ở trên đường. Thứ sương mù này không giống như sương mù bình thường. Đại khái lại qua tầm nửa tiếng, sương mù đậm đặc đến mức gần như giơ tay không nhìn rõ ngón. Thời gian nhảy qua mốc 11 giờ, đã đến giờ tí. Hai giờ âm khí nặng nhất trong ngày là giờ tí và giờ ngọ chính khắc. Tôi đang chuẩn bị lên xe đợi nốt hai tiếng cuối cùng trôi qua. Thì phía trong sương mù, đột ngột vọng lại tiếng bước chân, và còn cả tiếng ho ngao sói đột nhiên lại đứng dậy lần này nó không sử điên cuồng gấp gáp nữa mà ngược lại lông trên cổ có chút dựng lên nhìn chằm chằm vào trong làng sương tim tôi đập điên cuồng thần sắc của trần mù cũng trở nên cảnh giác hơn nhiều phùng khuất chỉnh đèn pha lên nấc sáng nhất xong mới lờ mờ nhìn thấy bên trong làng sương có một bóng người đó chắc là một người đàn bà ông cái bụng to đùng tóc dường như bị gió thổi cứ đung đưa không ngừng Chị ta ở yên đó, đứng một hồi lâu, thân thể vẫn đang hơi run rẩy. Gió dường như lớn hơn khá nhiều. Sương mù có hơi tan đi chút ít, tôi mới lờ mờ nhìn thấy mặt của chị ta. Lúc này chị ta cách chúng tôi chỉ chừng 3-4 mét. Mặt trái xoan, tầm hơn 30 tuổi, sống mũi có hơi lúng gãy, mắt rất nhỏ. Trông chẳng dính dáng gì đến chữ xinh đẹp, ngược lại còn có chút xấu xí. Sắc mặt chị ta trắng bệch, trên trán đều toàn là giọt mồ hôi to đùng đầu mày còn có vài phần hung hãn rõ ràng là do đau khổ mà nhíu chặt lại với nhau chị chị sắp sinh rồi sinh không ra được đau quá giọng nói của chị ta cũng đang run rẩy suýt xoa do đau đớn mày là cháu trai của lưu âm bà la thập lục đúng không cứu cứu chị giúp chị đỡ đẻ được không trong ánh mắt chị ta toàn là sự cầu khẩn Mồ hôi trên trán cũng càng nhiều hơn, nước da cũng càng trắng nhật thêm. Tim tôi đập điên cuồng. Nửa đêm nửa hôm thế này, ở đâu ra có bà bầu xuất hiện trên đường được. Hơn nữa, bà đỡ âm linh còn có quy tắc nữa, người sống thì tuyệt đối không được đỡ âm linh, đây là cấm kỵ không được phạm vào. Tôi đang định nói, bảo chị ta bước ra ngoài mấy bước, rồi để phùng khuất đưa chị ta đi viện. Bóp. Đột nhiên mặt tôi bị ăn một cái tát. Cái tác đau rát khiến tôi ngẩn ra Kinh ngạc nhìn sang Trần Mù Chưa đợi tôi nói gì Trần Mù đã trầm giọng nói Thập lục, uống chén rượu người chết đó xong Chú đã bảo rồi, mày sẽ dễ bị quỷ lừa Sương mù lớn thế này Trời tối thế này Làm sao lại có bà bầu đi ra ngoài được Lại còn vừa hay đứng ở cổng thôn nữa Mày lại còn làm sao mà quản cái chuyện này được Mắt của Trần Mù ánh lên màu xám trắng Lão quay đầu lại Lạnh băng nhìn bà bầu kia nói một chữ cút. lập tức tim tôi đập đánh thịt gần như nhảy lên đến tận cổ trong chớp mắt sương mù dường như trở nên đậm đặc hơn nhiều giây phút khi sương mù che khuất khuôn mặt người đàn bà kia tôi bất chợt nhìn thấy trên mặt chị ta lại đang mọc ra lớp lông tóc có chút màu đỏ ánh mắt chị ta vẫn rất đau khổ trong đau khổ lại còn kèm theo chút quán hận nhìn chằm chằm vào trần mù lão mù sao lão ác độc thế tầm cứng hơn sắc lẽ nào lão chưa từng có lúc nào phải cầu cạnh người khác cứu mạng sao kẻ không có tình nghĩa thì sống không thọ được lời nói của chị ta cũng đầy lạnh lùng và tàn độc sương mù che đi toàn bộ khuôn mặt của chị ta tôi bất chợt phát hiện trên trán trần mù cũng toàn là mồ hôi lại nhìn sang ngao sói một cái nó cũng đang cục đuôi lại tuy vẫn là bộ dạng hung tợn nhưng rõ ràng so với lúc trước cứ thấy quỷ quái là nhào lên thì vô cùng bất thường tim tôi hoàn toàn lạnh ngắt. Khuôn mặt người đàn bà đó đang mọc lông đỏ kìa. Trước đây tuy tôi có từng nhìn thấy lông đỏ, nhưng lúc đó là bạch sát hóa huyết, hoàng sang sang từ bạch sát bị chửi cho thành huyết sát. Lúc này, bà bầu đó lại mọc thẳng lông đỏ. Chị ta đã ra ngoài tìm người đỡ âm linh rồi. Trong thôn nhà tôi, làm sao lại có mẫu tự sát hung dữ như thế này được? Bất thình lình, tôi đột nhiên nhớ lại, bà bầu này nhìn hơi quen quen trước đây tôi từng gặp chị ta chị ta chẳng phải là quá phụ sống ở cuối thôn sao hôm qua lúc gọi điện thoại bà nội còn bảo tôi về qua đỡ âm linh cho chị ta nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha